Chứ lên rồi đó. Hello mấy chế. Mọi người có chị nào nhận được hàng chưa? Để em chỉnh cái cây. Lấy ở dưới bàn khay. Cái này là không biêu hả mẹ? Ôi dồi. Hello, xin chào mọi người. Cả nhà ơi, có chị nào nhận được hàng chưa? Ở Sài Gòn chắc là hôm nay nhận được hàng rồi đúng không mọi người? Hello, mấy chế. Hello. Hiền Hiền lên đi đồng. Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào mọi người. Cả nhà ơi, vô lẹ lẹ nè. Em chơi game đầu like nha mấy chế. Hello, chế này có lá xay nhĩ không? Có ít xay nhĩ nha, hôm nay chủ yếu là còn áo nỉ nè. Áo nỉ quần. Áo nỉ và quần. Anh Hiền này làm gì? Hả? Ừ. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay có gilet len không? Có ít đó chế ơi. Hôm nay có ít gilet len nha. Hôm nay có cũng có nhí á, có nhí ít. Mọi người vô lẹ chia sẻ bài viết em tặng quà đầu like, không biết tặng gì nữa giờ. Không biết tặng gì luôn á. Hello chị Nhật Uyên nè, hello tất cả mọi người, xin chào mọi người. Chờ em tí. Hello mọi người. Đầm hả? Có ít đầm nha chế ơi. Để em chi ân đầu like cho mọi người ha. Giờ hàng nhanh cực, đồ bé đẹp lung linh. Em cảm ơn chế Lê Kim Ngân nè. Em cảm ơn chế nha. Rồi lấy cho chế cái này đi chị ân. Mấy cái này nè. Chị ân đầu like. Bán luôn hả chế? Thở tặng luôn hả? Thở tặng luôn hả mấy chế? Thấy chị Thu Hằng nè chế ơi, thấy nha, thấy chị Thu Hằng nha chế. Áo khoác xanh kia lên luôn. Áo khoác xanh kia này em lên rồi mà không biết còn không nữa, hình như còn sót một ít á. Hình như là em còn sót một ít á. Hàng đã gửi đi hết rồi mọi người ơi. Hàng đã đợi gửi đi hết rồi. Trừ chị nào mà không có thông tin đó thì em mới để đây. Ngày mai em gọi điện. Nếu như mà không nghe máy thì em xải ra. Rồi. Em lấy con áo này em chi ân cho mọi người đi. Em còn ít rồi. Em nay chi ân cho mọi người một ít ha, cái họa tiết này em chi ân thôi, nói cho mấy chế luôn. Rồi, em lên trước con áo này đi. Nhí tí nữa em chi ân sau. Rồi, em chi ân con áo này 70.000. Ủa không, 80.000 chứ nhầm. 80.000 nha mọi người ơi, lên giùm em mã chi ân, mã may mắn kèm số con nha mấy chế. Lên giùm em mã này là mã may mắn kèm số con giùm em đi. Em chi ân con áo kiểu này 80.000 cho mọi người nha. Chi ân nó cho mấy chế luôn. Con này em còn được cỡ một ít. Em chi ân nó luôn. Con này là mã lên giùm em mã may mắn kèm số con nha cả nhà ơi. Cái áo này là cái tay nó hơi lỡ lỡ xè xè, cái kiểu nó cũng rất là xinh luôn. Rồi kèm số con giùm em. Em lên con chi may mắn nha mọi người. May mắn 16kg trở lên. 16kg tới sao cho bé tầm khoảng 35-36kg nha mấy chế. Có khoác bé trai lên áo khoác bé trai. Ok chế, chờ em tí nha. Để em soạn ra tí nữa em lên áo nỉ nè. Áo khoác em có ít nè. Rồi
quần em có ít, nói chung là mọi thứ lên ít ít cho mọi người nha. Mã may mắn kèm số con giùm em nha cả nhà ơi, để em xem coi cái này size lớn 15-16kg trở lên. Tí nha em chị ơn con váy này luôn. Mấy cái họ tí nè, lan chị ơn nốt luôn. Rồi, may mắn 80.000 kèm số con giùm em nha mấy chế. 80.000 cho mọi người thôi. Và cho em xin một cho em xin một ít tương tác của mọi người nha cả nhà ơi. Ê, lộn giấy rồi, đổi chưa? Rồi, lên giùm em mã này là mã may mắn nha cả nhà ơi. May mắn kèm số con giùm em. Em chỉ có mã này em chỉ có size lớn thôi. Tí nữa em lên váy họa tiết này size nhí cho cả nhà nha cả nhà ơi. Rồi, may mắn kèm số con giùm em. Con áo này em chỉ ôm cho mọi người 80.000. Chất cũng rất là xịn sò luôn nha cả nhà. Hàng nè, có tặng kèm một cái túi nút đính kèm như thế này ha. Rồi, 80.000 mã may mắn kèm số con giùm em và mấy chế tương tác bài viết nha cả nhà ơi. Mấy chị khách mới á, nhớ nhắn cho em thông tin, địa chỉ và số điện thoại qua phần inbox nha. Tí nữa lên một cái comment đó, Phương xin xin thông tin nha Phương. Rồi, mã này còn tới size 38kg. Em được một ít, mã này. Rồi, em chưa ân nốt luôn cho mấy chế luôn. Cái họa tiết hoa này, tí nữa em chưa ân váy. Cái họa tiết váy hoa này, tí nữa em chưa ân luôn cho mấy chế ha. Chất xịn sò luôn, mọi người đi ra cầm 80.000 không hoài chưa chắc chị mua được cái áo thun nữa, nói chi mà áo kiểu ha. Rồi, kèm số cân giùm em nha mấy chế. May mắn kèm số cân nha cả nhà ơi. May mắn kèm số cân 80.000. May mắn 80.000 kèm số cân. Rồi, xuống trước đi nha. Xuống trước mấy cái đi. Rồi, mã may mắn 39-25 chứ chị Trương Đinh Diệu Thị. 39-25, ừ. Rồi, may mắn kèm số con giùm em 80.000 nha cả nhà ơi. 80.000 con áo này, con áo kiểu phối với chân váy hoặc là quần jean này kia cũng rất là xinh luôn nha mấy chế ơi. Rồi, 23kg Tú Trinh. 23kg chăm ba em. 26kg anh Nguyễn. 26kg anh Nguyễn. Ê, lấy giùm chế cái cục sạc điện thoại đi. Hả? 16kg Nhật Quyên. Có lượt cái bé trai 37kg nha chị Phạm. 35kg Nguyễn Thị. 35kg Nguyễn Thị rồi. 16kg Phượng Hanna. 16kg Phượng Hanna rồi. 23kg Hoa Anh Đào. 23kg Hoa Anh Đào. 64kg Trang Bùi. 64kg Trang Bùi rồi. Lên kèm số con giùm em nha cả nhà ơi. Ok chị thuốc gà chân hình nè, ok chế. Rồi, lên giùm em mã này là may mắn nha mấy chế ơi. Em còn được mấy cái may mắn này, 80.000 nha cả nhà ơi. 80.000 con may mắn này. Rồi, chị tiếp giùm em sang mã. Mã váy này chế chui lên luôn á. Cái váy này may mắn em không có 12kg nha chị Thanh, thử bỏ lấy con chật lên đi. Rồi, em lên con váy xây nháy chị ân cho mọi người con váy này. 16kg trở lên mấy chế ơi, mà đây không có xây nhắn, xây nhí nhá. Chị Phương Ly, chị nhận được hàng này rồi, xịn sò đẹp giả mang con ngang luôn. Cảm ơn chế rất là nhiều nha chế ơi. Cảm ơn chị Phương Ly nha chế. Rồi, chị nào thích mã may mắn thì comment kèm số cân giùm em còn vài con nhá mấy chế. May mắn từ size cho bé 15-16kg trở lên tới size cho bé tầm khoảng 35-37-38kg trở lên nha mọi người. Nếu như mà bé nào gầy gầy cao cao 40kg cũng được luôn nha mấy chế. Rồi, chị nào thích mã này thì lên giùm em mã may mắn nha mọi người. Rồi, tiếp theo em chi ơn con váy này luôn, dễ thương lắm. Rồi, tiếp tục lên giùm em con này là mã chia sẻ đi cả nhà ơi. Mã chia sẻ giùm em nhá, em chi ơn luôn con váy này 88.000 cho mọi người luôn nha. Chi ơn con váy chia sẻ này 88.000 cho mọi người luôn. Rồi, lên giùm em mã này là mã chia sẻ. Cái này thì là size nhí, size cho bé từ 8-10 cân trở lên nè cả nhà. 8-10 cân trở lên tới size cho bé tầm khoảng 20kg nha mấy chế. 80kg tới 20kg 4 tuổi nha mọi người ơi. Chất rất là đẹp luôn. Ở phía sau có dây kéo nè mấy chế. Trời ơi, con này chất mặc lên tay bồng bồng như thế này nè. Không, cái tay này nó lê như thế này nè mấy bà ơi. Rồi, 88.000 mã may mắn kèm số cân giùm em. Ủa, chia sẻ chứ nhầm. Mã chia sẻ 88.000 kèm số cân nha mấy chế. Đi 88.000 mình đi mua ly trà sữa cũng hết nữa. Trời ơi, mua con váy được con hàng xịn sò luôn. Chất đã lắm. Hôm nay chị nào nhận được hàng hãng này rồi review giùm em cái mấy chế. Cho em xin cái review đi nè, hãng này như thế nào mọi người ha. Chất cũng đẹp nhưng mà cái kiểu nó cái những cái màu nó chầm chầm, những cái màu nó theo cái phong cách Nhật á, nên những cái màu nó chầm chầm đẹp lắm. Rồi, lên giùm em mã này là
chia sẻ nha mọi người. Chia sẻ 88.000 kèm số cân giùm em, size cho bé 80 cân tới size cho bé tầm khoảng 20 kg 4 tuổi nha mọi người. 20 kg 18 19 20 kg 4 tuổi nha mấy chế. Rồi. Chốt trước đi nhé. Chia sẻ kèm số cân. Rồi. Size 1 Lê Thị Lương. Size 1 Lê Thị Lương. 12 kg Lê An Khương. 12 kg Lê An Khương. 11 kg Xuyến Nguyễn. 11 kg Xuyến Nguyễn rồi. 13 kg Xu Ri Nguyễn. Rồi 13 kg Xu Ri Nguyễn rồi. 11 kg Phạm My. 11 kg Phạm My rồi. 16 kg Phương Anh Na. Phương Anh Na 16 kg rồi. 8 kg Phượng Võ. 8 kg Phượng Võ rồi. 20 kg Thu Hằng. 20 kg Thu Hằng rồi. 15 kg Dương Nguyễn. 15 kg Dương Nguyễn rồi. 12 kg Thanh Thúy Võ. 12 kg Thanh Thúy Võ rồi. 20 kg Hoàng Châu Hồ rồi. À, chị nào thích mã này thì lên giùm em mã chia sẻ nha cả nhà ơi. Mã chia sẻ này là 88.000 kèm số con giùm em nhé mấy chế. Chị nào được mã may mắn chia sẻ chi ân nhớ mua kèm theo sản phẩm để em đi đơn nha cả nhà ơi. Những mã chia sẻ này em hạn chế dồn đơn nha mấy chế. Tại vì chi ân rất là rẻ cho mọi người rồi. Đồ đẹp lắm, có giao lộ mã mình. Giao lộ mã hả chị Thu Hằng, chị inbox giùm em nha chế ơi. Chị Thu Hằng inbox nha chế. Rồi lên giùm em mã này là mã chia sẻ nha mọi người ơi. Mã chia sẻ giùm em nha mấy chế. Chia sẻ size cho bé từ 80kg trở lên. Con váy này 88.000 dành cho mọi người ha. Ở phía sau có cộng dây kéo. Dây kéo phía sau như thế này. Chất rất là đẹp luôn. Mà cái tay nó mai nè, lê lê lỡ lỡ. Rất là xinh luôn con váy này. Xuất sắc luôn nha mấy chế. Chất đã lắm, chất rất là mướt luôn. Rồi chia sẻ chị Miriam Green. Rồi 88.000 luôn riêng chế. Mã chia sẻ cho chị Trần Lê Trần Mai Hương 8kg. Lê Trần Mai Hương 8kg rồi. 16kg Tiên Huỳnh. 16kg Tiên Huỳnh rồi. 15kg Danh Giang. 15kg Danh Giang rồi. 17kg Yến Phan Ngọc Hải. 17kg Yến Phan Ngọc Hải rồi. 11kg My Lý. 17kg đây đi em. Rồi 11kg My Lý rồi. 11kg Na Vi. 11kg Na Vi rồi. 15kg Casula. 15kg Casula rồi. 18kg Kim Hạnh. 18kg Kim Hạnh rồi. 120. 14kg Amada. Cho nó qua cái này đi. 17kg qua này đi. Đấy rồi. Đó rồi. 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 Sky Blue Anh Hư. Sky Blue Anh Hư rồi. Chị nào thích mã này lên giùm em mã chia sẻ nha cả nhà ơi. Rồi em còn size 80, 90, 100, 100 mà 80. Tới 15kg thôi mấy chế. Em tới 15kg thôi. Mã này từ size 8kg tới size cho bé 15kg nha cả nhà ơi. Lên giùm em mã này là mã chia sẻ kèm số cân giùm em nha mấy chế. Chia sẻ kèm số cân nha mọi người. Rồi 10kg Thảo Trâm. 10kg Thảo Trâm. 12kg Phùng Tiết. 10kg này nè. Rồi, 12kg Phùng Tuyết rồi. Kèm số con giùm em nha mấy chế. Em còn size 80 và size 100. Em còn size 80 và size 100. Mã này là mã chia sẻ 88.000 nha cả nhà ơi. Mã này chỉ có size nhỏ thôi. Cái này size nhỏ quá chị ơi. Cái này là có size lớn nè mọi người ơi. Mã này là size lớn nha mấy chế. Mã này là mã may mắn kèm số con giùm em 80.000. Mã này là mã may mắn kèm số con 80.000. Em còn size cho bé 16-17kg trở lên. Tới size cho bé tầm khoảng 35-37-38kg nha mấy chế. 80.000 con áo rất là xinh luôn. Cái này mà phối với chân váy cũng xinh nữa nha mấy chế. 8kg Na Ngô. 8kg Na Ngô rồi. 8kg Na Ngô. 8kg size 80. Rồi. Số đi làm gì vậy? May mắn nha mọi người. Mã này may mắn kèm số con giùm em. Hiến máu quá. Mã này là mã may mắn em có size lớn từ 15, 16 kg trở lên tới size cho bé 35, 37 kg rồi. Bá đi lấy cái này đi bá. Em dạ. Còn màu này nữa nè. Màu nào cũng đâu? Được mấy cái, màu hồng được mấy cái. Hả? Mì mì ly, hết sĩ. Rồi màu này được mấy cái nè. Màu này lên giùm em mã chi ân, ủa mã gì ta? Mã tương tác đi, ủa nãy giờ có chi ân chưa? Chưa. Ờ chi ân đi mấy chế ơi. Rồi chi ân kèm số cân giùm em nha mọi người. Mã này em cũng size 80kg trở lên hả ta? Ừ. Ờ 80kg rồi. Ờ còn 80kg nè. 80kg trở lên mấy chế ơi. Mã này mã chi ân nha mọi người. 80kg tới size cho bé tầm khoảng 18, 19, 20kg nha. Chị Giang Giang có mã may mắn cho em. Chị Giang Giang có rồi nha chế ơi. Lên đồ hả? Rồi nốt mã này em lên đồ luôn nha mọi người ơi. Rồi lên giùm em mã này là mã... Tri ân nha mọi người. Tri ân, cái màu này em còn được mấy cái?
Màu này còn được 2 ghi. Chị Danh Danh mà may mắn kìa. 16 kg lấy chị Danh Danh cái 101 đi em. Hello, xin chào cô chú. Nè nè, thằng nhỏ đây xin chào cô chú đi. Hello. Sốt. May mắn là đây nè nhí. Rồi. Rồi chia mã này mã tri ân nhé mọi người ơi. Chi ơn. Mã may mắn 16 chứ Danh Danh. 88.000. Mã tri ân 88.000 kèm số cân giùm em nha mấy chế. Mã này là mã tri ân kèm số cân, ống đóng cửa. Ừ, size nhí 80 cân tới 20 cân. 80 cân tới 20 cân kèm số cân giùm em nha mọi người. Được 2 ghi à, chốt từ từ đi nhé. Rồi, mã này tri ân nha mọi người, màu hồng. Màu hồng tri ân kèm số cân giùm em nhé. 61 Lê Thị Lương. 61 Lê Thị Lương. 15kg Ánh Ly. 15kg đây nè em, còn cái 18kg Sky Lu Anh Thư. 18kg Sky Lu Anh Thư rồi. 18kg Sky Lu Anh Thư. 20kg Thu Hằng. 20kg Thu Hằng rồi. Hết size 120. Còn 101, 80, 100. 15kg Danh Danh. 15kg Danh Danh rồi. Hết size 100, còn size 101 nè. 10kg Tiền Nguyễn. 10kg Tiền Nguyễn. 11kg Phạm My. Còn cái 101. 15kg hả? Cửa rồi, cửa rồi. Còn nữa nè. Còn một cái 101 đây. 11kg à. Rồi còn size 90 em. 17kg Tiên Hình. 17kg Tiên Hình. Kê kê. Còn 80, 90. Rồi tiếp tục lên mã. Lên hàng, lên hàng. Rồi em còn một cái size 80 và cái size 90 nha mấy chế. Rồi lên tiếp giùm em con áo này. 139.000. Mã này là A1 nha cả nhà ơi. A1 kèm số con giùm em. 139.000 A1 nha mấy chế ơi. 139 A1. Mã tri ân em chỉ còn size 80 và size 90 thôi cả nhà ơi. Mã tri ân đó em còn size 80 và size 90 thôi. Còn mã này thì em còn được mấy cái size lớn nè mấy chế. Mã này là mã chia sẻ nha cả nhà. Màu xanh là chia sẻ. Mã tri ân em chỉ còn 80kg thôi. Tới 12kg. Family Tuyền Nguyễn có chưa? Tuyền Thanh. Tuyền Hình. Ủa không, không Tuyền Hình hết. Tuyền Nguyễn còn tri ân 80. Em còn 8-12kg thôi. Rồi mọi người lên giùm em mã này là mã A1 nha mấy chế. 139.000 con A1 kèm số cân giùm em. Tai nè. Tai búp búp vô cao khoác này size nhí nè cả nhà. Size cho bé 80kg tới 20kg 4 tuổi. Mã này có size nhí thôi mấy chế ơi. 139.000 kèm số con giùm em có khoác. Phía trong có lót luôn nha mọi người. Phía trong có lót rồi. A1 nha cả nhà ơi. A1 139.000 kèm số con giùm em. Nã nó sẽ vi xe lại bao bạn. Ê, nó có chứ cơ. Nã xe lại kêu không? Cái nào liền? Cái này ở trên ừ. Rồi mã này A1 nha mấy chế. Chia sẻ còn kìa. Chia sẻ màu xanh nó đâu. Không biết còn. Coi thử. 80%. 80-90%. Hình như là vậy á. Hết size 101 cái gì à. Rồi lên giùm em mã này là mã A1 nha mấy chế. A1 kèm số con giùm em nha mọi người ơi. Mỗi cái được mấy ghi vậy? 2-3 ghi rồi mọi người ơi. Được 2-3 ghi rồi. 139.000 quá rẻ luôn. Còn áo khoác nha mấy chế. Rồi A1 chốt đi nhí. 15kg Nguyễn Thị Thanh Thảo. 15kg Nguyễn Thị Thanh Thảo rồi. 20kg Hà Nguyễn. 15kg Hà Nguyễn. 20kg Hà Nguyễn rồi. A1 A1 em chỉ có size nhỏ thôi mấy chế ơi. Có size 80kg thôi mọi người. Rồi tiếp tục lên con áo sơ mi. Rồi áo sơ mi này là A2 nha mấy chế. Áo sơ mi này là A2 kèm số con giùm em nha mọi người ơi. A2 này em có size từ 15kg tới 35kg. 15kg tới 35kg. Con áo sơ mi này hôm trước em có lên màu hồng á. Và còn sót lại một màu. A2 kèm số con giùm em nha mọi người ơi. A2 là size cho bé không? 12-13kg trở lên mọi người. 12-13kg tới size cho bé tầm khoảng 25kg. A2 129.000 kèm số cân giùm em. 129.000 A2 mấy chứ. Trời ơi. Nó là trong túi zip như thế này. Có tặng kèm cái túi cho mọi người đó. Xịn sò quá.
Rồi mã này là A2 kèm số cân giùm em nha mọi người. Đấy, ISO nó có vi sẽ là cái luôn. Tân hồ thế kìa, hồ như cái luôn lại như thế kìa, nó dẫn đâu phụ chứ nó sẽ bộ bản là cho bên đi nó sẽ hay mấy cái bộ nã sẽ lại đúng không? Rồi A2 nè em, được một 2 ly à, chốt A2. 22kg dự trần. 22kg dự trần. 13kg Montager. 13kg Montager, tới size 140 á, tới size 30kg em ơi, tới size 30kg. 20kg Hà Nguyễn. Rồi. 20kg Sullivan. 20kg Sullivan rồi, 20kg. Trả Hà Nguyễn lại rồi. 12kg đây. 12kg Tiền Nguyễn. 12kg trăm nè. Xe chấm 4 Miền Lê. 25kg Jack. Không có. Ừ, có 105 rồi. Ok, 12kg rồi. Rồi, hết 12kg rồi nha em. Rồi, mã này là A2 nha mấy chế ơi. A2 kèm số cân giùm em 129.000 nha cả nhà. Rồi, bao nhiêu ký nữa nhí? Đọc đi. Xong rồi. Bao nhiêu ký? Xong rồi, 25kg đây. Đây đi, đây nè. Rồi, bao nhiêu ký nữa? 101 rồi, còn size 130, 2 cái 120. 12kg 1 ký. 12kg hết, còn không ta? Không, cái này xay, ừ đây là 12kg phùng tiết nè. Rồi, còn cái 101. Ủa? 2 cái 120. 2 cái 120, 1 cái 104. Rồi. Ừ. Phương Anh Nguyễn. Miri 1 cái Phương Anh. Rồi, lên tiếp giùm em con này là con A3 nha mấy chế. A3 kèm số cân giùm em nha lại ơi. A3 này xay lớn. Rồi, xay từ xay 120 tới xay 106, 18kg trở lên nha cả nhà. Tay cho bé 18kg tới 40kg nha mấy chế. Con áo rất là xinh luôn. Rồi chốt này mọi người nhìn giùm em cái chốt ha. Rồi 125.000 hả ta? 125.000 hôm trước em bán nhiêu ta màu trắng? 125.000 cái gì á. Rồi 125.000 kèm số con giùm em. Con này là con A3 nha mấy chế. Lên đầm trắng luôn nha em. Cái đầm trắng nào ta? Đầm nãy hả? Tí nữa em lên nha mấy chế. Rồi lên giùm em con này là con A3 nha cả nhà ơi. A3 kèm số cân giùm em, size 18-19kg trở lên. A3 này chốt rất là đẹp luôn nè mọi người, nhìn giùm em cái chốt ha. Chốt xịn sò luôn, mã này ở Sài Gòn mình mặc cũng được nữa mọi người. Cái chốt rất là đẹp nè, mấy chế nhìn giùm em cái chốt ha. 125.000 A3 kèm số cân giùm em. Được có ghi à. Em có size cho bé từ 18kg tới 40kg nha mấy chế. A3 nha cả nhà, 18 tới 40kg giùm em. 129.000. Ghi giá chưa? 129. Rồi, A3 đi cả nhà ơi. A3 kèm số con giùm em. Có A3. 40 kg Su Riêng Nguyễn. 40 kg Su Riêng Nguyễn. 23 kg Bích Vân. 23 kg Bích Vân. 29 kg mà em tiếp. 29 kg mà em tiếp rồi. Còn cái 120 và cái 150. Rồi lên giùm em mã này A4 luôn cả nhà ơi. A4 kèm số con giùm em nha mấy chế. A4 này 129.000. Con áo chất đuổi nè mọi người, hôm nay em lên nhanh cho mọi người luôn ha. Tại vì cái này còn lẻ 1-2 ri, em chưa like á, hôm nay em like nốt trong cái live stream này cho mấy chế luôn. Rồi mã này là A4 kèm số cân giùm em 80 cân trở lên, tới sao cho bé 18kg. Tăng cho liều quạt siêu. A3 22kg chị Montager. Montager 22kg. Rồi hết A3, rồi chuyển sang A4 giùm em nha mọi người. A4 129.000, chất đuổi rất là đẹp luôn. Con này con áo babido nó mới chế ơi. Chất đuổi rất là xinh luôn. Cái màu này nó cũng dễ mang cho bé nữa ha cả nhà. Rồi, mã này là A4 kèm số con được ghi nè Phương ơi. Chốt luôn chế quăng xuống luôn em ơi. Mấy cái này em còn có ghi thôi. Hôm nay mà bà chế nào mà săn hàng lẻ một ri thì ở lại với em cái live stream này nha. Đồ đẹp lắm luôn mấy chế. Rồi, chốt đi nhí. Chứ quăng xuống từ 11kg Xí Nguyễn. 11kg Xí Nguyễn. 13kg Su Riêng Nguyễn. 13 Su Riêng Nguyễn nè em. 11kg Xí Nguyễn nè. Rồi 80 Na Ngô size 80 nè em. Rồi, em còn một cái 101 và cái 120 kèm số cân giùm em nha mấy chế. 20kg Hà Nguyễn. Rồi Hà Nguyễn size 101 cho chị Hùng Lê Chi. Hùng Lê Chi rồi. Lên giùm em mã này là A5 nha mấy chế. A5 kèm số con giùm em. Con A5 là cổ nè. Rồi 129.000 cho mấy chế luôn. Lên nhanh luôn nha cả nhà ơi. A5 kèm số con giùm em 129 A5. A5 129.000. A5 cũng size 80kg tới 18-20kg luôn nha mấy chế. 80kg tới 18-20kg luôn. Chất đuổi rất là xinh luôn con A5 này. Mới nhận hàng về đồ đẹp xịn như hàng hiệu luôn. Chuẩn từng đường kim mũi chỉ.
Vải không thua hàng hiệu giá chợ nha các mẹ. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Thanh Thảo rất là nhiều nha chế. Cảm ơn chế rất là nhiều luôn. Trời ơi, có những cái comment của chế vậy làm em có động lực ghê luôn á. Rồi lên giùm em mã này là A5 nha mọi người ơi. A5 kèm số cân giùm em rồi xuống nha ơi. 15kg Nguyễn Thị Thanh Thảo. 15kg Nguyễn Thị Thanh Thảo. 20kg Quỳnh Mỹ. 20kg Quỳnh Mỹ nè em. Rồi 10kg Tiền Nguyễn. Tiền Nguyễn là hai cái gì Mirin đi em. Lỡ ra hả? Rồi 12kg Phùng Tiết. 12kg Phùng Tiết rồi. Còn cái cho chị thì 129.000. Rồi lên giùm em mã này là A6 nha mấy chế. A6 kèm số cân giùm em nha cả nhà ơi. Rồi A6 này 119.000 A6 ha. Chất rất là đẹp luôn. Con áo, áo chất nè mọi người, nhìn cái chất xịn sò quá. Rồi A6 giùm em nha cả nhà. A6 kèm số cân cũng sai nhỉ luôn nha mấy chế ơi. A6 cũng sai nghĩ luôn. A6 kèm số cân giùm em. Em có size cho bé từ 8-10 cân trở lên A6. 8-10 cân tới size cho bé tầm khoảng 18kg 119.000 con A6 này. A6 chất quá đẹp luôn nè. Có nhau xịn sò chưa. A6 màu trắng em được ghi. Kèm số cân giùm em A6. A6 kèm số cân. Con ghi à. Xuống luôn em ơi, nhanh luôn. 10kg Tiền Nguyễn. 10kg Tiền Nguyễn. Rồi A6 kèm số cân nha mấy chế. 10 A6. 10kg Nguyễn Lê. Nguyễn Lê 10kg. Xem cho mốt Maria Ngọc Thiên Kim. Maria Ngọc Thiên Kim. Rồi. Rồi em còn hai cái trăm. Một cái trăm hai, một cái trăm. Rồi 13kg Montager. Montager rồi, còn cái trăm hai nè em. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A6. Ủa A mấy em? A7 nha mấy chế. A7 kèm số con giùm em con áo, áo sơ mi. A7 này hình như em bán 100 như ta, 135 phải không? 135.000 A7 nha mấy chế ơi. Những ai không đọc chốt, những ai không đọc chốt nhìn thấy. Những ai không đọc, những ai không đọc chốt nhìn thấy. Không biết luôn. Em không hiểu luôn á. Rồi, 18 cái Hoa Nguyễn hết. A7 giùm em nha mấy chế. A7 kèm số con giùm em. Cái này size lớn nè mấy chế ơi. Cái này size cho bé từ 20kg tới 170. Size 170 là cho bé mặc tới khoảng 47-48kg được luôn nha mọi người. Trời ơi, vừa nhận đồ nhà khai đẹp lắm nha. Cảm ơn chế rất là nhiều luôn. Coi đầm hồng phía sau. Ok chị Hồng Ngọc chờ em tí nha chế. Rồi lên giùm em mã này là A7 kèm số cân nha mấy chế. Size từ size 130 tới size 170. Em không có 16kg nha mấy chế. Mã này là size lớn. 135.000 con áo sơ mi rất là xịn sò luôn nha mọi người ơi. Chất rất là đẹp luôn. Rồi kèm số cân giùm em quán hàng luôn. 26kg. Chung khách hàng thì inbox nha chế. 26kg nè. 26kg hết cái này đi. Đúng rồi. 26kg cái này đi. Quá đẹp luôn mấy chế ơi. 130 Thúy Nguyễn. Rồi 26kg 130 rồi. Rồi kèm số con giùm em nha mấy chế. Em còn 150 tới 170 size lớn. Còn size lớn không mà 150 tới 170 là 30kg trở lên nha mọi người. Em còn size 30kg tới size cho bé 40kg. Size cho bé 40kg tới 30kg rồi kèm số con. Rồi nè. 170 Thanh Huỳnh. 270 nè em, size 170 đây nè. Rồi. Rồi, còn hai cái 150 và 160 rồi. Chuyển sang mã này. 150 Trương Phương Lan. Rồi mã này cho bé gái nha mấy chế. Rồi mã này chất đuổi rất là xinh luôn. Chất nè mọi người ơi. Không thua kém hàng hiệu luôn mấy chế. Chất rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi lên giùm em con này là con A8. Cái hãng này là hãng nội địa, nó bán trong những cái mall đồ này kia của Trung Quốc á mọi người, nên là chất mọi người không cần phải lo luôn. Không cần lo về chất nha mọi người. Rồi lên giùm em con này là A8 kèm số cân giùm em nha mấy chế. A8 nha mọi người ơi. A8 là con áo sơ mi dành cho bé gái nha mọi người. Áo sơ mi dành cho bé gái A8 nè, phía sau nè. Dễ thương lắm. Con A7 40kg thành hàng đơn. Đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn. Rồi, cái này size từ size nhiêu ta? Từ size 101 tới size 150 quá. 101 tới size 150 nha mọi người. Không đọc tên là không được chốt. Đúng rồi đó chị Thông Phạm ơi. Rồi mã này 135.000 luôn đi. 135.000 mã này là mã A gì ta? A8 kèm số cân giùm em nha mấy chế. 135.000 A8 size cho bé từ 15kg trở lên. 15 tới size cho bé 35kg nha mấy chế. 15 tới 35kg A8 135.000 ngon áo chất đủ rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Chị Phương Cherry ơi. Chị Phương Cherry không có nha chế. Chị Phan Bình ơi. Phan Bình ơi chế. Bé gầy hay là bé tròn chế. Mã A8 này được
cho bé tới khoảng 35 kg thôi. A8 kèm số con nha cả nhà. A8 này em được mấy ghi? 1-2 ghi. Rồi, A8 20kg Nguyễn Lê. 20kg Nguyễn Lê. 25kg Hà Nguyễn. 20kg Nguyễn Lê nè em. 25kg Hà Nguyễn nè. 25kg Mỹ Dung. Rồi, 25kg Mỹ Dung nè. Xin cho mốt Maria Ngọc Thiên Kim. 25kg Mỹ Dung. Ê chị Mỹ Dung lấy cái kia đi. Mỹ Dung lấy cái kia rồi. Chờ bao nhiêu ký? Size nhiêu ký chị? Rồi size 1 chị Maria Ngọc Thiên Kim rồi. 30kg Mai Thu Nguyễn. 30kg Mai Thu Nguyễn rồi. 29kg Mai Anh Tuyết. 30kg Mai Thu Nguyễn nè em. 29kg Mai Anh Tuyết nè. Size 1 Huyền Lê. Size 1 Huyền Lê nè. Size 150 Nguyễn Trung. Size 150 Nguyễn Trung hết 150 rồi em ơi. Rồi chị Nguyễn Trung tới. Nguyễn Trung không có, còn một cái 101 và một cái 102. 101 và 102. A8 này là của nam, ủa của nữ nha chế. Của nữ nha mọi người. Cái này của nữ nha mấy chế ơi. Rồi, A8 này em còn size 101 và size 102. 16kg Kim Đinh Chương. 16kg Kim Đinh Chương rồi. Không chốt được. Sao vậy chị đổ cho em rồi. Tiếp tục lên giùm em cái này hả? Cái này con áo. Áo ở phía trong như thế này mọi người ơi, xinh lắm nha. Rồi được một cây. Rồi. 18kg Thơm Phạm. 18kg Thơm Phạm rồi, em còn cái cuối cùng. Rồi, hôm nay chờ mà chưa thấy ship và chị Thủy Trương chắc ngày mai á chứ ơi, tại sáng sớm hôm nay lại mới gửi đơn đi á. Rồi có nhiều chị thì nhận được rồi mà có nhiều chị vẫn chưa nhận được. Rồi lên giùm em con này là A9 nha mấy chế. A9 con này 125.000, A9 kèm số cân giùm em con. A9 này xinh lắm, dễ thương lắm mấy chế. Rồi A9 này em có từ size 101 tới size 150 tới size cho bé 38kg nha mấy chế. A9 này chất rất là đẹp luôn, tai phố như thế này ha, chất xịn sò luôn. A9 kèm số cân. A9 kèm số cân giùm em. Lê Nguyễn Thanh Minh kìa em, A8 20kg kìa, còn cái 120 á. Còn cái. Rồi A9 đi mấy chế, A9 để em tháo ra một cái cho mấy chế xem. A9 kèm số cân giùm em. A9 từ size 16kg tới 38kg nha mấy chế. A9. Hôm nay bình luận lên chậm quá mấy chế ơi. Hôm nay nó rồi quá đẹp. A9 Lê Nguyễn Thanh Minh. 100 mấy ta? 125 ngàn. A9. A9. A9 kèm số con mình em. A9 nha mấy chế. Con này A9 kèm số con nha mọi người. A9 chất rất là đẹp luôn, dễ thương lắm luôn nha. Trời 125 ngàn rẻ lắm luôn á. Cái áo này chất xịn sò luôn. Rồi, về mấy chế nhận hàng mê liền luôn. 22kg Phương Thanh Võ. 22kg Phương Thanh Võ. 18kg Minh Hiền. 18kg Minh Hiền. Rồi. Còn mấy cái cho chị còn size lớn nè. Chốt đi, cũng có in thì chốt đi rồi còn cho chị Phương Anh Nguyễn 38kg rồi, còn hai cái chị Phương Anh Nguyễn. 38kg chị Phương Hạnh. Rồi, 38kg chị Phương Hạnh rồi. Rồi tiếp lên giùm em mã này là A. A10 luôn nha mấy chế. A10 con này không chốt bán như ta. 38kg 99.000. Ừ, 38kg. Phương Anh Nguyễn. Ủa Phương Anh Nguyễn. Ừ. Hả? 125. Rồi lên giùm em mã này là A10. A10, A9 là bé trai, bé gái đều mang được chế. 42kg, cao 1m39 tuổi, mang size gì chế? Size tầm khoảng chắc 160 quá chế ơi. Size 160 nha chế. Rồi lên giùm em con này là A10 nha mọi người ơi. A10 kèm số cân giùm em nha mấy chế. A9 em hết hàng rồi. A9, A10 là size nhỉ nè, 99.000 A10. Không, A10 size lớn á, 15kg tới 35kg em. 15 tới 35kg A10, 99.000 A10 nha mọi người. A10 này giống áo áo này dạng áo lót đó mọi người, nhưng mà ở nếu như mà mấy chế không quá lạnh á thì mấy chế có thể mặc chung với lại mấy cái quần ống suông á, ống rộng á, rất là xinh luôn cho bé gái ha. Rồi A10 chốt đi em. A10 chương trình. 25kg Hà Nguyễn. 25kg Hà Nguyễn. A10 luôn á chị, đồ đẹp ghê. Cảm ơn chị Nguyễn Hiệp rất là nhiều luôn nha chế. Trời ơi. 19kg Ngọc Du My. 19kg Ngọc Du My rồi. Em còn mấy cái 99.000 con A10 nha mọi người. Rất là xinh luôn á mấy cái này. Mấy chế mà phối với quần ống rộng xinh lắm. Rồi A10 kèm số con giùm em. Được 35kg Hoàng Trinh. 35kg Hoàng Trinh rồi. Còn cái size 140 và cái size cho bé 15-17-18kg. 15-17kg thôi. Còn 2 cái 99.000.
Rồi tiếp tục lên giùm em con này là A11 nha mấy chết. A11 kèm số con giùm em 139.000 con A11 này. A11 kèm số con nha mọi người. A11 139.000. Size cho bé từ 15kg trở lên, 15-16kg trở lên nha cả nhà ơi. A9 em hết size lớn rồi, em còn size 140 và size 141 thôi trời ơi. Rồi mã này là A hả? A11 139. Ủa? Ừ, A9 em hết hàng rồi, em còn A10 thôi. Rồi A11 kèm số con giùm em nha mọi người. Chốt rất là đẹp luôn, ở phía trong có lót nữa nha mọi người. Hàng xịn sò luôn, có nút. Rồi mã này là A11 kèm số con giùm em. Ở trong là lót linen nha mọi người. Và chế nào hôm trước chưa chốt được mã này chốt giùm em con sót được một ri. A11 139. A11 139 ngàn. Mã này tới khoảng 38kg thôi chứ coi luôn. Tới khoảng 38kg thôi. Cái này không, cái này còn lớn hơn size chắc cỡ 38kg. Hay size 140 nè. A11 35kg cho chị Julie tiếp. 35kg chị Julie tiếp, 35kg nè em. Rồi A11 kèm số con giùm em. 130 mặn luôn vỏ. Mặn luôn vỏ 130. Rồi. 30kg Mai Thu Nguyễn. 30kg cái đông cầm á. Rồi còn một cái 101 và cái 102. 101 và 102 em còn hai cái nha mấy chị. A11 kèm số con giùm em. Em còn hai cái 101 và 102. Hả? Cái này 101 nè. Cái kia 102 chắc được á. 23. Dở ra gì? Dở ra con chứ. 17 chế được. 17, 23 được đó. 17 được. 17 và 23 được. Rồi lên giùm em mã này là A. A12 giùm em nha mọi người ơi. Cái quần này đẹp quá. 17 và 23 chế đi. Có 1 ly rồi, bán đi. Rồi lên giùm em con quần này là mã A như ta. A12 kèm số cân giùm em 139.000 nha mấy chế. Quần chất rất là đẹp luôn. Rồi size cho bé 80kg trở lên nha mọi người. 80kg tới size cho bé 20kg 4 tuổi nha cả nhà ơi. A12 kèm số con giùm em nha mấy chế. Rồi A12 là 80kg tới 20kg 4 tuổi 139.000. Quá xinh luôn con đầm. Ủa con quần chất rất là đẹp. Trời ơi chất quần mướt lắm nha mấy chế. Rồi mã này là A12 kèm số con giùm em luôn. A12 nha mọi người ơi. Lên áo khoác đi chị, ok chờ em tí nha mấy chế. Chờ em tí nha mọi người. Rất đẹp lắm, mướt lắm mấy chị. Đúng rồi. Rồi 11,5kg bức hàng. 11,5kg lấy cái này đi hả? 1,2kg. Không, lấy cái kia đi. 105cm. Bao nhiêu tháng? 34 tháng. 34 tháng hả? 1 tuổi hả? 2 tuổi nè. 34 tháng là 2 tuổi mấy rồi? 2 tuổi. Sai gì vậy? Còn sai gì? 34 tháng hả? 3 tuổi rồi bạn trời, còn 2 tuổi. Còn cái chân 2 chắc được á. Còn cái quần này lưng ngon thoải mái. Bao nhiêu ký? 21, 22kg là được á, được á. Rồi, lên giùm em mã này là A. A13 giùm em nhé mấy chế, được á. Cái lưng quần thoải mái lắm. A13 kèm số con này cả nhà ơi. Rồi A13 từ size 120 tới size 160. A13 100 hôm bữa em bán cái này A13 như ta 135 hay sao á mọi người. Cái này em chưa bán. A12 cũng cường chị Nhân Phương Mai Nguyễn. Rồi 135.000 mã này A13 size cho bé từ 18kg tới 40kg nha mấy chế. 18kg tới 40kg kèm số cân giùm em nha cả nhà ơi. A13 kèm số cân. Mấy chú kẹp bà lòng. Mua ký à? Hả? Mấy đi. Rồi cho chị Trần Lê Hạnh một cái đi em. Rồi A13 kèm số cân giùm em nha mọi người. Chất đẹp lắm nè mấy chế, nhìn cái chất nè. Chất đuổi rất là xịn sò luôn. Rồi A13 kèm số cân nha cả nhà ơi. Size 100 bao nhiêu ta? 135.000. Size cho bé từ 18kg trở lên. Con áo sơ mi này form rất là đẹp luôn. Hôm nay bình luận nhà em lên chậm quá mọi người. Mà em muốn nhanh á, lên hàng nhanh cũng lên nhanh không nổi nữa. Bình luận lên chậm quá hôm nay. Rồi A13 nha cả nhà ơi. A13 kèm số cân rồi xuống không nhé ơi. 38kg vỏ thì Diễm My. 38kg vỏ thì Diễm My. 38kg cho chị Hoàng Hiếu Tương Lam. Hoàng Hiếu Tương Lam rồi. 18kg
22 hay 18? 22 kg hoàng hiếu tương lam cộng 1. Rồi 22 kg hoàng hiếu tương lam cộng 1 rồi. Còn size 140 và 150. 25 kg được á. Rồi lên giùm em tiếp tục mã này là A14. Rồi còn cái 150. Còn cái size 150. Còn cái 150. Cái này em bỏ ra rồi bỏ qua cho mấy đứa em bỏ vô để chung tủ. Rồi lên giùm em mã này là A14 nha, mấy chế A14 nha, em còn sót lại mấy cái nè. Tên giống 2 được ghi nè. Còn sót lại ghi nè mọi người ơi. Rồi lên giùm em mã này 145.000 con áo khoáng này chất rất là xịn sò luôn. 145.000 kèm tốt không giùm em nha mấy chế. Rồi mã này là A14. A14 nha cả nhà ơi. A13 hay A14 ta? A13 35 kg cho chị Hoàng Trinh. Hoàng Trinh rồi. A14 nha mấy chế. 145.000 giùm em. Ở đây nó có lót lining ở phía trong như thế này ha mọi người. Chất rất là đẹp luôn. Một ly ha mọi người. Chị Miri không biết có đây không nè ta ơi. Rồi lên giùm em mã này A14 rồi. A14 chốt từ 16-17 kg trở lên. Size 101 trở lên nha mấy chế. Size 101 tới size 150 nha mọi người. Rồi còn sót lại nữa kìa. Rồi mã này A14 nha mấy chế. Rồi. Đã liên nghi. Chứ coi chỉ rồi chứ coi, chứ nè. 620 mơ chua. 620 mơ chua 25kg Mỹ Dung. 34kg du ly tiết. 34kg du ly tiết rồi. Còn 22kg chinh tròn tròn. 22kg chinh tròn tròn. 18kg hoa miệng. 18kg nè em. Không có 22kg. Còn 25-30kg. Rồi. Còn 640. Chị chinh tròn tròn không có nha chị ơi. Rồi tiếp tục lên giùm em mã này là A15. A15 đó ta. A15 kèm số cân giùm em nha mấy chế ơi. A15 này 130.000. 130.000 A15 giùm em con áo dạng kiểu sơ mi cho bé tay bồng bồng nè mọi người. Dạng kiểu áo kiểu ha. Xinh lắm cái tay nè. Tay chưa mới đó. Sơ sơ cái này mà tay bồng xinh ghê luôn. Rồi kèm số cân giùm em. Mã này em có size từ size A14 30kg cho chị ta thì. Dưới ra nó khoản à. Dưới ra nó khoản. 它這個是錯的,裡面的袋子是錯的。裡面的袋子是錯的,都是大碼的。哦,cái này size lớn,size 150 nè,ghi giá lên. 150,16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 0
15 kèm số con giùm em nha mọi người. A15 kèm số con giùm em nha mấy chết. A15 chất quá đẹp. A15 để em để còn gì. Ôi, nát chỉ có A15 chị Mai Thu Nguyễn. Chỉ số 34 kg chị riêng âm môn. Rồi. 29 kg Mai Anh Tuyết. 29 kg Mai Anh Tuyết. Rồi. Còn 360. Rồi tiếp tục lên giùm em mã này đi, em còn sót bạn. Rồi mã này là A10. A16 giùm em nha mấy chế. A16 này nãy chứ bán nhiều, có đứa nào nhớ không? 129 hay 135 hay một nhiêu? 129 hả ta? Trời ơi, xịn sò luôn. Chị nào chưa chốt được chốt giùm em nha mấy chế. Mấy chế ơi, em còn sót lại được ghi. Phải ghi không vậy? Không có. Còn nữa không? Không biết. Trời ơi. Rồi cái này em còn 101 trở lên, 14, 15 kg trở lên nha mấy chế. Chốt rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi lên giùm em A16. A16 nha mấy chế. A15 em hết hàng rồi. Lên giùm em A16 nha mọi người. A15 cái cuối cùng chị An Nhiên. An Nhiên cái cuối cùng rồi. A16 từ size 101 tới size 150 chốt chị nào tới 35 kg nha mấy chế. Không 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 có 150 luôn em ơi. Cái ghi này nó có tới 140 rồi hả? 129.000 A16. Tới size 140, 150 tới 140 3 cái, 4 cái. Ừ 101 tới 140 rất là xinh luôn áo nè. Chốt đẹp lắm nha mấy chế ơi. Chốt này mặc lên rất là đã luôn, nói chung là đẹp lắm. Chốt đẹp lắm. Rồi. Size 101 Lam Trần. 28kg Yên Lê. 28kg Yên Lê. 28kg Lê Nguyên Thanh Minh. Rồi. Size 103 Tiểu Vừa Vừa. Hết luôn. Rồi lên giùm em tiếp tục mã này là A17. A17 kèm số cân giùm em nha mọi người. A17 em có size cho bé từ size 80 trở lên. Con quần này dành cho bé gái. Rồi tới size 120 A17 139.000 kèm số cân giùm em nha. Chất rất là đẹp luôn nha mấy chế. Chất này mặc rất là nhẹ luôn. Rồi cho bé gái nha cả nhà. Rồi mã này là A17 nha mấy chế. A17 kèm số con giùm em. A17
A17 kèm số cân giùm em nha mọi người ơi. A17 chất đẹp lắm, túm túm quần bo chân. Quần này cho bé gái nha mấy bà. Bé gái nha. Xinh lắm. 139.000 A17. A17 139 em còn, em được 1 ri. Rồi kèm số cân giùm em. 80 kg trở lên. 80 kg tới size cho bé tầm khoảng 20 kg 4 tuổi. 21 kg 4 tuổi, nếu 4 tuổi đổ lại thì mặc được nha chết. Rồi. 20 kg Hà Nguyễn. 20 kg Hà Nguyễn. Sang trăm Lê Thảo Nguyên. Sang trăm Lê Thảo Nguyên. Rồi, sang trăm Lê Thảo Nguyên. Rồi còn 80, 90 và 101. 12 kg Tiền Nguyễn. 12 kg Tiền Nguyễn rồi. Sang 80 Lê Nguyễn Thanh Minh. Lê Nguyễn Thanh Minh rồi. Rồi. Ôi ôi. 12 kg quần thể. 119.000 con áo này. Giữ cho anh hàng cái đi, cái này dễ dễ phối đồ lắm. Con áo này để làm có áo lót cái... cũng xinh, hoặc là phối đồ cũng xinh nữa nha mấy chế. Rồi lên giùm em mã này. A18 nha mọi người, 119 ngày A18 kèm số cân giùm em. A18. Hàng xịn xò luôn, túi rất là xịn luôn nha mọi người ơi. Rồi A18 nhanh tay. Trai gái đều mang được nha mấy chế. Trai gái đều mang được nha mọi người ơi. Bao nhiêu ký á? Không, size 80, 101. Em còn size 101, A17 em còn size 101 nha mấy chế. A17 chị nào chưa chốt được chốt giùm em. 15 tới 17 kg rồi lên sang A18 nha mọi người. 119.000 con A18. Rất là đẹp luôn, con áo đơn giản nè. Nhưng mà form rất là đẹp luôn, về phối đồ cho bé trai, bé gái đều được nha mọi người. Tới size cho bé 20 kg, 4 tuổi, size 120 được 2 cái nè. Size 120 được 2 cái, size 101 và size 80. Size 101 và size 80. Xinh lắm. Con áo chất đẹp lắm nha mọi người, 119.000 thôi. Rồi, size nhí, size nhí. Rồi, kèm số cân giùm em nha mọi người. A18 11kg Xí Nguyễn. 11kg Xí Nguyễn này. 20kg Hà Nguyễn. 20kg Hà Nguyễn. Size 101 Maria Ngọc Thiên Kim. Size 101 Maria Ngọc Thiên Kim. Rồi, còn cái size 102. Rồi, lên giùm em con áo này là A19. Ủa, con quần này là A19. Quần này Sài Gòn mang chắc nóng lắm mấy chế. Sài Gòn công bằng được. Sài Gòn không mang được đâu mọi người ha. Rồi, giày á 139.000 thôi. Chất này nỉ. Bán cho mọi người 139.000 thôi. A19 giùm em nha mấy chế. A19 kèm số cân nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn, form xịn sò luôn. 139.000. 139.000. Mã này là A19 nha mọi người. A19 em được 1 ri rồi. Được 3 cái à. Size 140, 150 và 130. Size 140, 150 và 130. A19. A19 nha mấy chế. Chị Lan Nguyên mặc 25 thôi, em còn size 20 kg, em hết size 8 kg rồi nha chị ơi. Rồi. 25 kg Hà Nguyễn. 25 kg Hà Nguyễn nè. Đẹp lắm, chất rất là đẹp luôn, bán cho mọi người 139.000 thôi. Rồi, chất nỉ. Rồi còn size 140 và size 150. Size 140 và size 150 tới 38 kg. Tới 38 kg nha mọi người. Size 150 38 119.000. Ra đi. Rồi, lên tiếp giùm em mã này là A20 nha mấy chế. A20 119.000 luôn em ơi. A20 119.000. A18 Lê Nguyễn Thanh Minh cộng 1. Lê Nguyễn Thanh Minh cộng 1 rồi. Mã này A20 kèm số phân giùm em nha mọi người. A20 này 119.000. A20 119.000 kèm số cân. Em có size cho bé từ 80 cân trở lên. 80 cân trở lên nha mấy chế. A20 giùm em mã này. A20 chất rất là đẹp luôn. Chất đẹp lắm. Mã này trai gái đều mang được nha cả nhà ơi. A20 size 80 cân tới size cho bé tầm khoảng 20 kg 4 tuổi nha cả nhà. 20 kg 4 tuổi A20. A20. A19 25 kg chị Trúc Cầm Trần. Trúc Cầm Trần rồi. A19. Rồi lên giùm em A20 nha cả nhà. 119.000 trai gái đều mang được nha mấy chế. Màu cũng đẹp nữa. Này dạng như cái một cái cà vạt nhỏ hoặc là không phải nô nữa. Cái gì làm cái kiểu trai gái đều mang được mã này. Basic. A20 20 kg Lê Nguyễn Thanh Minh. Lê Nguyễn Thanh Minh A20 20 kg rồi. A20 là size cho bé 80 kg tới 20 kg 4 tuổi nha mọi người. Chất này nói chung là Sài Gòn này mình cũng mặc được luôn nha mấy chế. A20 kèm số cân giùm em. Cái gì? Chốt chị Võ Trang đi, chị Võ Trang kìa. A24 kg Mỹ Diễm Trần. Chị Võ Trang chốt A19 á, 140 á em.
14 kg. Mã này là A20 nha mấy cháu ơi, A20 chất rất là đẹp luôn, màu cũng đẹp nữa. Cái màu này có đồ cũng xinh nữa nha mọi người, xinh lắm màu. A19 size 140 chị vỏ trang. Size 140 chị vỏ trang. Rồi, A19 chị vỏ trang có size 140 nha cháu ơi. Rồi mã này A20 nha, A20 không có size lớn. A20 chỉ có size nhí thôi, 80 kg tới 20 kg 4 tuổi thôi cả nhà ơi. Rồi. A20 14kg Thiên Ân Môn. 14kg chị Thiên Ân Môn rồi. Thiên Ân Môn nào bắt hình. Rồi A20 với cả nhà em còn mấy cái size 80kg tới 20kg. A20 kèm số cân. Thiên Ân Môn. Thiên Ân Môn nè. Rồi tiếp tục mã này là A21 nha cả nhà ơi. A21 135.000 A21. A21 chốt tuổi. 120, 130 rồi mã này là A21 size cho bé 15kg trở lên nha cả nhà. Sai cho bé 15kg dục ra cái chế cái sai 101 thôi. Ờ. Cái này còn dùng cái A20 dục cái 101. Rồi mã này A21 nha cả nhà, 135.000 A21 kèm số con dùm em. Em có sai cho bé từ 15kg tới 25kg mấy chế ơi. A20 vậy chứ chị Bích Diễm Hồn. Không, mã này tới 30kg luôn. Cái này bị lộn, nó trùng sai nè mọi người. Đâu? Tới 30kg nhưng mà nó có trùng khoai. Rồi, mã này A2 mấy ta? A21 rồi. A21 25kg, chút cầm chừng. Chút cầm chừng nè. 530 Hoàng Hiếu Tương Lam 25kg. Rồi. Còn 120, 121 nè. Chị Hình Yến luôn lấy hai cái anh chơi. 620 Kim Trọng. 620 Kim Trọng, chị Hình này Hình Yến Linh lấy hai cái không chơi? Hai cái liền sai lấy không? Rồi tiếp tục lên giùm em mã này là A22 nha mọi người ơi. Không biết nữa. Rồi. Rồi lên giùm em mã này A22 nha mọi người. A22 kèm số cân giùm em nha mấy cháu ơi. A22 nằm 21-16kg Đoàn Kiều. 139.000 19kg Nguyễn Hương. Sao cho bé từ 80kg trở lên tới 20kg 4 tuổi. 80kg tới 20kg 4 tuổi kèm số cân giùm em mã này là A22 139 nha mấy cháu. Chất rất là đẹp luôn mà form nè mọi người, nhìn cái form nè. Xuất sắc ha. Rồi lên giùm em mã này A20 22 nha cả nhà ơi. Tới 20kg 4 tuổi nha cả nhà. 135kg. Vừa á chị. 130 là size 25kg mặc từ 130 hoặc 140 nha mọi người. Tùy bé á. Ví dụ con em thì mặc 100 cũng được hoặc là 90 cũng được. Bé em có 12kg rồi. Nhưng mà nhiều khi quần thì mặc không vừa, mặc cả áo thì 90 hoặc 100 đều mặc được. Rồi lên giùm em mã này là A20. A22 nè cho mình nha. A21 xe cho 45 trần rồi. A22 139.000 nha mọi người. Mã này tới 20kg 4 tuổi thôi nha chế ơi. Không có 22kg thôi nha chế. A22 nè. Rồi 12kg Song Vân. 12kg chị Song Vân nè. Rồi. Rồi còn một cái 100, 120 và 80kg. 20kg Hà Nguyễn. 20kg Hà Nguyễn nè. Rồi còn hai cái nè. 200 Lê Thảo Nguyên. 200 Lê Thảo Nguyên rồi. Rồi tiếp tục lên giùm em mã này là A22 là 139. Rồi. Chưa lên luôn. Bây giờ lên. Hôm trước mấy bà giành được cái màu kia, cái màu này còn một còn được 1 2 ri thôi à. Rồi lên giùm em mã này A23 luôn 119.000 nha mấy chế. A23 119.000 kèm số cân giùm em. Dạ cảm ơn chị Nari hết. Nari hết. Rồi lên mấy mã này na A23 nha cả nhà ơi. A23 119.000 kèm số con giùm em nha mấy chế ơi. Chất rất là đẹp luôn, chất nỉ mỏng nha mọi người. Này Sài Gòn, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều mặc được. Miền Bắc thì mình mặc hành áo lót cũng được nha mọi người. Hoặc là trời se lạnh á, mặc được luôn ha. Rồi lên giùm em mã này A23. A23 dễ thương lắm. Rồi A23 80kg trở lên tới sao cho bé tầm khoảng 20kg 4 tuổi A23 nha cả nhà ơi. A23 kèm số phân giùm em nha mấy chế. A23 80kg tới 20kg 4 tuổi. A23 kèm số phân. Mấy cái em chưa có like chị không xin thôi. Rồi. A23 xe 90 Linh Nguyễn. Xe 90 Linh Nguyễn rồi. Xe 90. Thằng Nghĩa Tương Lam bị gì vậy? Nó bự quá. Bự quá hả? À, bé chị 18kg hả? Trời ơi bà ché ơi. Rồi
A23 18 kg lấy 120 á. A38 kg Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn 8 kg rồi. Tụi nó nói là 8 kg. 8 kg Tiên Nguyễn nè. Rồi, mã này kèm số cân giùm em nha mấy chế. Chế comment đúng số cân luôn nha mọi người. Comment đúng số cân được comment trừ hao nha mấy chế. Trừ hao nhiều khi họ về mà không được. Rồi, A23 này là 119 ngàn giùm em. Dễ thương lắm á cái này. Mã này dễ thương lắm, khỏi đồ, rất là hàng luôn, cái màu xinh lắm. Rồi. 17 kg Lê Thương. 17 kg Lê Thương. 17 kg Lê Thương. A23 em còn một cái size 130, chị nào mà chưa chốt được cái size 130 thì chốt giùm em nha mấy chế, từ size cho bé từ 21 tới 25 kg. 21 tới 25 kg nha mọi người. Rồi, A23. A22 hả? Mã đó. Mã đó A mấy? A22. Ừ, cái áo sơ mi á nãy á vừa rồi luôn á. Hả? A22 cái này A21. Cái này A22 chị Zen Ham. A23. Cái này A23 chị Zen Ham ơi. Rồi. Rồi tiếp tục lên con áo này, A20. A24. A24. Ê, là cái đầm ở phía sau ở đâu vậy đồng? Đứng lên lấy gì chế đồng. Đầm ở phía sau này nè. Đầm á. Rồi lên giùm em mã này A24 nha mấy chế. A24 kèm số cân giùm em con A24 này chất rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi 119 ngàn luôn. Chất quá đẹp, dễ thương lắm. Mã này là trái quýt. Xinh lắm. 119 ngàn A24. Lấy cái 10kg chị Zen Han ra em. Lấy cho cái 10kg size 80 chị Zen Han. 80 hoặc 90 rồi. Lên giùm em mã này A24 nha mấy chứ. Gian gian chứ nhầm. Mã này A2 mấy ta? A25. A25 A24 chị Phát Vinh ơi. Chị Phát Vinh hình như chưa có qua lấy đồ luôn á. Em không chối cho chị được nữa đâu. Tại vì ở nhà em còn đơn của chị nữa kìa. Chị chưa qua lấy nữa. Rồi 119 ngàn. Rồi A24 119 ngàn luôn. Size cho bé từ 8-10kg tới 20kg 4 tuổi nha mọi người ơi. A24 kèm số con nha mấy chế. Chất rất là đẹp luôn. A23 chị Danh Danh nha. Rồi A24 nha cả nhà ơi. 119 ngàn A24. A24 cái đơn đó em thấy em xuống em lấy hàng cho khách qua nhà lấy rồi. Thấy thấy đơn của bà chưa qua lấy nữa bà chứ. Qua lấy đi rồi em mới chốt tiếp ha. Cho chị Hoàng Miếng lên một ri đi em. Thiếu sang nhiêu? Thiếu sang trầm. Rồi kèm số không giùm em. Xe chân mốt Lam Trần. Xe chân mốt Lam Trần nè em. 10kg Nguyễn Lê. 10kg Nguyễn Lê rồi. Xe chân mốt đó phải không? Phải xe chân mốt không em? 12kg Sông Vân. Còn cái 101 nữa nè. Cái 80kg. Còn cái 101 còn cái 80kg. Cái 101 Bi Nguyện. Rồi em còn cái 80kg mới chứ. Còn cái 80kg là hết hàng. Phao chắc cỡ tuần hơn nữa em mới like được cái rồi. Rồi lấy tiếp giùm em con mannequin đang mặc 10kg Tiền Nguyện. 10kg Tiền Nguyện rồi em hết hàng. Rồi lên giùm em cái váy mannequin đang mặc nha mọi người. Nó là cái váy ở phía trong như thế này. Rồi 139 ngàn. Cái váy còn á. 139 ngàn con váy này kèm số cân giùm em nha mấy chế. 139 ngàn. Cái này là áo khoác nhẹ ở ngoài nè. Rồi khoác lên con váy này. Rồi váy này là A nhiêu ta? A25. A25. A25 139 ngàn kèm số cân giùm em A25. Em còn size 101, 102 thôi à mấy bà ơi. 139 ngàn em còn size 101, 102 thôi. 15kg trở lên. Rồi 15-16kg trở lên nha mọi người. 15-16kg trở lên con váy mannequin đang mặc nè. Em gỡ ra cho mọi người xem cái chất. Chất đuổi rất là đẹp. Hai cái, 101 hai cái luôn. Rồi 135, 139 rồi. Rồi. A25 20kg chị Hoàng, Hoàng Châu Hồ. Hoàng Châu Hồ nè. Size 120 Bella Anh. Bella Anh size 120 nè. Rồi còn hai cái size 101 chị nào chốt. Size 101 Lam Trần. Lam Trần rồi. Còn cái mà đang cần 16kg Nhật Viên. Đi váy hồng nha. Váy hồng mà đang cần gì chứ. Đó rồi. Rồi lấy tiếp giùm em mã này là A26. A26 kèm số con giùm em nha mấy chế ơi. A26 này size cho bé 80kg trở lên là 120 ngàn. 119 ngàn. 119 ngàn A26 kèm số con nha mọi người ơi. 119 ngàn A26. A26 119 ngàn kèm số con giùm em A26 nha cả nhà. Chất rất là đẹp luôn. Cái màu này cũng xinh nữa. Chất này chất nỉ mỏng. Nỉ mỏng mọi người, Sài Gòn mặc được hay mấy chế. Rồi lên giùm em mã này A26. 119 ngàn, size cho bé 80kg tới 20kg 4 tuổi nha mọi người.
10kg tới 20kg 4 tuổi giùm em lên giùm em. Mã này là A26 nha mấy chết. A25 em hết hàng rồi, hôm trước em like rồi mà còn sót lại mọi người mấy cái. Em còn sót lại mấy cái. Rồi lên giùm em mã này là A26. Ê, đứng lên lấy cái váy đó đi, gì cái váy màu xanh xanh đó gì. Ờ không, cửa biên. Ờ đúng rồi. Rồi lên luôn cái đó đi. Rồi, tiếp tục. Hả? Ừ lấy ra, mấy cái trong xã lấy ra chứ. Rồi lên giùm em mã này là A. A6 nè em ơi, rồi. A6. 601 Thảo Lê. 601 Thảo Lê rồi. 17kg Bích Nguyễn Diễm Hồ. 601 Thảo Lê nè. 12kg Tiền Nguyễn. 12kg Tiền Nguyễn. 14kg Mỹ Diễm Trần. 14kg Mỹ Diễm Trần nè. 602. 602 nè. Rồi Kim Tinh Chương. Rồi 17kg. Rồi, em còn mấy cái. Kèm số con giùm em nha mấy chế. A26. Còn size 120, size 90, size 100, size 80. Rồi. 8kg okay. Lê Trần Mai Hương. 8kg Lê Trần Mai Hương rồi. Còn size 120, hết size 120. 20kg Minh Hương. Minh Hương 20kg nè. Rồi còn size 80, 90, 100. 80, 90, 100, hết 120 rồi. Kèm số con giùm em nha mấy chế ơi. Mã này là đồ. Ủa, mã này là A26 nha mấy chế. A26 nha mọi người ơi. Chờ xíu em lên xanh nhí nha mấy chế. Trang Lê có chưa em 8kg. Chị Trang Lê 8kg có chưa. Rồi. Rồi còn cái size 90 và cái size 100 nè mọi người. Rồi lên giùm em tiếp tục mã này là A. A27. 80kg. Size 80. Kem rồi. Em còn một cái size 90 và cái size 100 là size cho bé từ 10kg tới 14kg nha mấy chế. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A27 nha mọi người. Cái mã này A27 bé trai mặc cũng được mà bé gái mặc cũng được nha cả nhà ơi. Rồi 119.000 A27 kèm số con giùm em. A27 119.000 nha cả nhà ơi. 119.000 A27 chất rất là đẹp luôn nè. Có nút ngay cổ này để cái cổ này thì nó vừa vặn đó mọi người. Nên là nó sẽ có cái làm ghi giùm trái cái bình luận á, xin địa chỉ khách mới luôn. Rồi đây giùm em mã này là A. A27 nha mọi người. A27 nè, xinh lắm, 80kg trở lên A27. 80kg trở lên nha mọi người. Hàng rồi. Tát mát xịn sò luôn con A27 này, chất rất là đẹp luôn nha mấy chế. Kỹ cơ bà S hả? Kỹ cơ bà S à? Thà lấy màu trắng rồi. Nó thêm lên. Nã bãi sơ lờ. Nó thêm lên. Khở gì lạ. Nã bãi sơ lờ. Nó thêm đi. À. Lấy màu trắng rồi, màu cam một tủ luôn. Nó thêm một cái. Hết một cái 100 rồi. Rồi lấy giùm em con này A27 đi mấy chế. Màu cam gì đâu á. Rồi A27 kèm số con. A27 kèm số con giùm em nha mấy chế ơi. A27 119.000 kèm số con giùm em. Có chưa Phương, có bill chưa? Không rồi. 12kg Song Vân. 13kg Phương Thanh Thọ. 12kg chứ lấy 90 không? Trên. Ờ, 13kg rồi. 8kg Kelly Phùng. 8kg Kelly Phùng rồi. Đúng rồi. 8kg Kelly Phùng. Rồi kèm số con giùm em nha. 14kg Minh Nguyên Thị Trần. Minh Nguyên Thị Trần. Rồi 14kg. Rồi 14kg. Rồi tiếp tục. 16kg Nguyễn Huỳnh Như Ý. Nguyễn Huỳnh Như Ý 16kg. Rồi 13kg còn nè. Còn 13kg Hải Đinh. Hải Đinh rồi. 18kg Lê Nguyễn Thanh Minh. Lê Nguyễn Thanh Minh rồi còn cái 101. Rồi 14kg nè. 101, 102 và 80. Kèm số con giùm em nha mấy chế. 14kg Bích Nguyễn. Rồi Bích Nguyễn rồi còn 80 với 102. 10kg Hoàng Hoa. Hoàng Hoa rồi còn cái cuối cùng chị nào. Ôi ôi, cái quần này xinh quá, 139.000 A28 nha mấy chế. 139.000 kèm số con giùm em nha mọi người ơi. Chất rất là đẹp luôn, nhìn cái quần dễ thương quá. Rồi, 139.000 em có size cho bé 80kg trở lên nha mọi người ơi. 80kg tới size cho bé tầm khoảng 20kg 4 tuổi nha mấy chế. 80kg tới 20kg 4 tuổi kèm số con giùm em. Mã này là A nhiêu? A28 nha cả nhà ơi, A28 nha mọi người. Chuyển mã A28 giùm em. A28 kèm số cân nha cả nhà ơi. Chốt rất là đẹp luôn, chốt rất là đanh luôn. 139.000 A28. Form nè, trời ơi, xịn xòi giả mang luôn.
Rồi A28 kèm số con. Size cho bé 80kg tới size cho bé tầm khoảng 20kg 4 tuổi nha mọi người. Chất này ở Sài Gòn cũng mang được nha mấy chế. Rồi 139.000 A28 139.000 kèm số con giùm em nha mọi người. 80kg. A28 13kg Hiếu Nguyễn. 13kg Hiếu Nguyễn. 10kg Hoàng Kim. 10kg Hoàng Kim. Ký này kìa bà là bồ kia à. 10-20kg Nguyễn Lê. 10-20kg Nguyễn Lê rồi. Còn mấy trăm mốt. Còn cái trăm mốt cuối cùng. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A29 nha cả nhà ơi. A29 Hiếu Nguyễn. Rồi A29 từ 15kg tới 35kg nha cả nhà. 119.000 A29 dễ thương quá mọi người. Cái hình hả? Cái gì vậy? Nhắn tin hả? Hay là comment? Hello, chia sẻ giùm cái đi. Rồi lên giùm em mã này là A29 nha cả nhà ơi. 119.000 kèm số con giùm em A29. Về đi. Nhà cô ăn ha, ngon, cực kỳ ngon ha. Rồi A29 đi mấy chế. A29 nha. Hỏi xíu nữa đó. Ông cho mày ăn con rồi. A29. 119.000 chất rất là đẹp luôn nha cả nhà. A29 kèm số con giùm em. Cái chất này ở Sài Gòn mặc được. A28 em hết hàng rồi sao hôm nay comment lên trọng quá trời trọng luôn vậy ta ơi. Rồi A29 nha cả nhà ơi. Rồi. A29 25kg Ngọc Hồng Ngọc. Hồng Ngọc rồi, 25kg chị Hồng Ngọc. Rồi. Em có size từ 101 tới 150 nha mọi người. Từ size 101 tới size 150 giùm em. 17kg Bích Diễm Hồ. 17kg Bích Diễm Hồ rồi. 17kg Bích Diễm Hồ. 22kg Tiền Nguyễn. 22kg Tiền Nguyễn rồi. Cái này được nè. Tiền Nguyễn. Rồi còn size 104 và 150. Ba ba ký Zulitik. Zulitik rồi. Rồi lên giùm em mã này là A30 nha mấy chế ơi. A30 kèm số cân giùm em nè mọi người. Chất rất là đẹp luôn. A30 nằm 119.000 luôn. 26kg Nga Nguyễn. Rồi 26kg Nga Nguyễn. Rồi lên giùm em mã này là A30 với cả nhà ơi. Màu cũng xinh nữa nha mấy chế. 119.000 A30 kèm số cân giùm em. 119.000 A30 kèm số cân đi. Không, cái bình luận sao tự nhiên lên chậm quá là mình cái tốc độ like của mình lên cũng cái tốc độ like nó cũng chậm theo nữa chứ không phải là mình muốn chậm. Rồi mã này là A30 với mọi người ơi. Áo trắng đằng sau lên chưa? Lên rồi. Áo trắng đằng sau lên rồi nha trời ơi, hàng đẹp. Trời ơi, cảm ơn chế. Rồi kèm số cân giùm em. Mã này là A30 119.000. 119.000 kèm số con giùm em nha mọi người. Rồi đọc nhí ơi. 9kg Ngọc Lê. 9kg chị Ngọc Lê nè. Rồi. Size 101 Diễm Nguyễn. Size 101 Diễm Nguyễn. Size 101 rồi. Ôi. Không tới size 100 mà. Tới size 100 mà. Em còn tới size 100 thôi mấy chế ơi. Không có 101. Size 80 hả? Rồi chị Diễm Nguyễn có nha chị. Còn nè em. Này lộn xộn sao. Size 100 nè. Size 100 nè. Size 100 nè gì? Gì? Size 100. Cái đó size 80 mà. Size 80 Nari. Rồi Nari còn size 90 và size 100 nè. Rồi tiếp tục. Ờ cái này em chia ân cho mọi người luôn nha. Chia ân 80.000 luôn. Chia ân 80.000 luôn. Tại vì có cái chữ này em cũng nói chung là chia ân rẻ cho mọi người luôn ha. Rồi mã này là A32 giùm em nha mọi người. A32 này size lớn 15kg tới 35kg nha mọi người. Cái màu vàng này rất là đẹp luôn mà chất xịn sò khỏi phải bàn luôn rồi. Có chữ t-shirt ở phía trên nữa, có chữ nên là em chân luôn, chân cho mọi người luôn. Về mấy chị ở miền Bắc thì mình mặc lót cũng xinh, hoặc là mặc cho bé đi học rồi này kia đi mấy chế ha. Rồi 80.000 mã này là A32 size từ 15kg tới 35-37kg kèm số con giùm em nha mọi người. A32 mấy chế chất là xịn sò luôn, chất khỏi phải bàn. Mã này trai gái đều mang được nha cả nhà. Rồi A32 kèm số con giùm em. A32 30 chị Mô Chua. 30kg Trần Hiền. 30kg chị Trần Hiền. 30kg rồi. 32 Beo La Anh. 30kg Trần Hiền. 32 chị Beo La Anh nè. 35kg Hoàng Trinh. 35kg Hoàng Trinh rồi. 19kg Nguyễn Lê. 19kg Nguyễn Lê. 19kg rồi. 35kg Lê Huỳnh. 35kg chị Lê Huỳnh. 35kg rồi. 35kg Lê Huỳnh.
26kg Diễm Ngô. 26kg chị Diễm Ngô, 26kg rồi. Kèm số công giùm em nha, mấy chế 15-16kg trở lên nha mọi người ơi. 15-16kg tới size cho bé tầm khoảng 35-37kg nha cả nhà, chất đẹp lắm. 18kg thơm phạm. Rồi 18kg thơm phạm, 18kg. 25kg Hà Nguyễn. 25kg Hà Nguyễn nè em, 18kg thơm phạm nè em. Rồi 80.000 thôi. Quá rẻ luôn, trong em áo vung tay dài tiện phò luôn nha cả nhà ơi. 38kg Huệ Kim. Huệ Kim 38kg. 38kg chị Huệ Kim rồi, còn 140, 130. 30kg Hạnh Trần. 30kg Hạnh Trần còn 130, 131 em ơi. Còn 131, 130. Còn 130 và 131. Đẹp lắm, chất rất là đẹp luôn nha mọi người. 25kg Trần Thảo Vy. Trần Thảo Vy 25kg rồi. Còn hai cái 131 và cái 130. Xe 131 Đỗ Trang. Xe 131 chị Đỗ Trang rồi. Yeah. 18kg rồi Phương. Mã đã mặc được 18kg. Trần Thảo Vy kìa thấy. Ủa nhầm. Chị Thơm Phan, Phan có chưa? Thơm Phan có rồi. Áo trắng phía sai sai to nhất em hết hàng rồi chứ ơi. Áo trắng phía sai em hết hàng rồi. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A nhiêu ta? A33 kèm số cân giùm em nha mấy chế ơi. A33 này ta mã thì sẽ mã. Rồi 15kg tới size cho bé 35-37kg giùm em nha mọi người. 119.000 cho mấy chế thôi, chốt rất cái là à. Đẹp luôn. Hả? 31 có 2 cái hả? Rồi lên giùm em mã này là A33 nha mọi người. 119.000 do mạng á chị. Ừ đúng rồi, em cũng thấy xong mà nó chậm chậm, nó kỳ quá trời luôn. Em lên đây mà nhiều khi là nó chậm á, người bình thường là lên, ví dụ như mấy chế mua hàng là comment lên nhanh. Ừ, em phải chờ comment lên nữa. Đó, lên cho bé gái, lên áo len, còn có ít áo len nè chứ ơi, chủ yếu là áo nỉ hoặc là áo thun ha. Áo thun này chất cotton, chất rất là đẹp luôn. Rồi lên giùm em mã này là A33 119.000. Form này trai gái đều mang được từ 15kg tới 35-37kg giùm em nha mấy chế. Cổ này cũng vừa vặn nữa. Cái cổ này không quá rộng, cũng không nhỏ nữa mọi người. Cổ này mặc lên form, cái hàng này lên form rất là đẹp. Chất đẹp lắm, chất mịn lắm đấy chứ. Rồi. Đó. Mã này là A33 kèm số công nha mọi người. 38kg Võ Thị Diễm My. 25kg Trung Cầm Trần. 25kg Trung Cầm Trần. Marina Ngọc Thiên Kim. 30kg Trần Hiền. 30kg Trần Hiền nè, 30kg gì? 30kg cái cuối cùng chứ dục á. Rồi 26kg Thiên Kim. 26kg Thiên Kim rồi. 30kg Bùi Thị Trang. 26 nè em. 30 nè. 25kg Một Hứa. 25kg Một Hứa nè. 25kg chị Một Hứa rồi. 16kg Hoài Kim. Hãy lấy tài tiên hoa kể cho cha tờ. Ờ, năm mai bà mai bà. 21 và 24 chị Tiên Nguyễn. 16kg hả? 16kg, 104 nè em. 101 nè. Rồi, 16kg nè. 37kg Hòa Dung. 16kg nè. Rồi, 37kg Hòa Dung, 37kg nè. 37kg Hòa Dung, rồi. 17kg Bích Diễm Hồ. 17kg Bích Diễm Hồ, 17kg. 22kg Montager. 22, 17, 22 nè em. 17 nè. Rồi. Rồi kèm số cân giùm em nha mấy chế ơi, 119.000. Còn cái xe 101. 119.000 kèm số cân nha mấy chế. Mã này là A33 luôn. Chất rất là đẹp nha cả nhà ơi. Rồi. 15kg Lê Nguyễn Thanh Minh. Lê Nguyễn Thanh Minh rồi. 25kg Việt Vũ. 25kg chị Việt Vũ, 25kg rồi. 25kg Việt Vũ nè. Rồi. Rồi còn 150 và 120 em ơi. Còn size 150 và size 120 thì mấy cái nè. Rồi tiếp lên giùm em mã áo khoác này nha mấy chế. Áo khoác này 139.000 kèm số cân giùm em. Áo khoác này là mã A như ta? A34 nha mọi người. A34 139.000 chứ nhầm. 139.000 kèm số cân giùm em. Mã này là A34. Size 160, 170 và trăm mấy? 130 nè. 130, 160 và 170 nha mọi người. Từ 22kg trở lên nha mấy chế. Phía trong có lót lining. Lên giùm em mã này là A.
A như ta? A34 thì mới chết. A34 kèm số cân nha mọi người. Bé gái rất là đẹp, low form rất là đẹp. Kèm số cân giùm em, hàng hai lớp xịn sò như vậy nha. A34 kèm số cân nha mấy chết. A34 chất đẹp lắm. Rồi A34 kèm số cân giùm em. Size từ 22kg, mã này size cho bé tầm khoảng 45-47kg mặc được nha mọi người. 45-47kg áo khoác cho bé gái nha mấy chết. Mã này là A34. A34 nè. Ở đây nó có hai cái gút lên như thế này nè. Gút lên thay xịn sò lắm. Đẹp lắm, chất rất là đẹp luôn. Và em còn sót lại mấy con A34 kèm số con. Có 170. 270, 206, 103. 270, 206, 103. Rồi 170 cho chị Mai Thu Nguyễn. Mai Thu Nguyễn size 170 rồi. Mã này là A34 nha mấy chế ơi. A34 kèm số con giùm em. A34 nè. Em còn được mấy con? A34 còn được mấy cái? 33kg Julie Tiết. Julie Tiết 160 em. Ừ. Rồi tiếp tục lên giùm em. Khó đặt ghê sao vậy chị Phương Thị Quỳnh Như sao vậy chế. Rồi lên tiếp giùm em mã này. Là A như ta? A35. A34 48kg Hà Nguyễn. 48kg Hà Nguyễn rồi. Còn một cái 160, một cái 130. Còn một cái size 160 và size 130. Rồi lên giùm em mã này là A35 luôn. A35 gồm 3 cái 160, một cái 130. Chị Diễm Ngô đặt A35 hả? Chị Diễm Ngô ơi, cái này áo khoác là A34 nha chế. Còn váy này mới là A35 nè, váy này em chưa lên. Rồi mã này A35 kèm số con giùm em. Xay nhiêu nhiêu vậy? 150 và 2 cái 150. Rồi mã này là A36 luôn đi mấy chế ơi. A36 luôn nha. Mã này A36 luôn. A36 139 ngàn. A36 139 ngàn giùm em. Con váy này rất là xinh luôn. 139 A36 nha mọi người. A36 139 ngàn kèm số cân. A36 nha các bé chết. A36 139 ngàn kèm số cân giùm em. Em có size cho bé từ 10. Cái này size 140 nè em. Ờ lấy ra luôn đi em. Có một cái à. Rồi A36 nha mấy chế. 139 ngàn. A35 A36. 35-36 của nó luôn đó em. Váy á. A36 Diễm Ngô. Diễm Ngô rồi. 26kg. 140 nè em, lấy cái này của chế nè. 35kg Hoàng Trinh. 35kg Hoàng Trinh rồi. Em có size còn cái size 101 và size 150 thôi mấy chế ơi. 101 và 150 thôi. Rồi kèm số con giùm em. Size 101 Lam Trần. Rồi em còn 3 từ khoảng 29kg tới 35kg nha cả nhà. 28-29kg tới 35kg em còn 150. Em còn size 150 thôi nha mấy chế. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A36. A37 luôn. Rồi A37. Em còn size 150 thôi. A36 em còn 150 thôi. Rồi lên em con này A37 nha mọi người. A37 là cũng nguyên set như thế này luôn. A37 139 ngàn. Em còn size 120 nè. Size 120. Size 80. Và size như ta? 120 cái. A36 35kg Ngọc Mỹ. 35kg Ngọc Mỹ rồi còn cái. Bác nãy nó sẽ chẩn phồ đi. Xin chơi thả dầu khơ đi. Đi mấy rồi. Ngã chấm một xài cái hồ. A36 còn mã này A37 hả? A36 còn 150 A37. A36 em còn một cái 150 nha mọi người, từ 28-29kg tới 35kg nha mấy chế. Rồi mã này A37 giùm em. A37 một cái size 120, một cái size 80. Hai cái 120 em. Hai cái 120 và một cái 80 rồi, em lên hàng đủ size. Hai cái 120, một cái 80. 35kg Trần Hành Hằng Đinh. Hành Hằng Đinh rồi, 37-139 luôn. Xay nhí. Xay 120, 2 cái, xay 80, 1 cái. Rồi lên giùm em mã này là A38 luôn nha mấy chế ơi. A38 A38 139 ngàn giùm em nha mọi người. Con này có đủ size, được 1 ring. Xay cho bé từ 16-17kg trở lên tới xay cho bé 35kg. 20kg hôm trên A37. 20kg Quỳnh Mỹ. Rồi còn cái size 80 chị Na Ngô. Na Ngô rồi, hết hàng rồi. Lên giùm em mã này là A38 luôn, 139 ngàn. Size cho bé từ 16kg trở lên nha mọi người. Có từ size 101 tới size 150 tới 35-38kg. 35-38kg kèm số cân giùm em. Nhiêu? 230. Rồi lên giùm em con này là A38 nha cả nhà ơi. A38 kèm số cân giùm em. A38 size từ 101
tới size 150 nha. Ba món rồi đó. Thì hàng chính rồi, mã này A38 chốt giùm em, chất rất là đẹp luôn mà kiểu này nhẹ nhàng dễ thương. Rồi. Dễ mang. 38 35 kg cô Minh Nguyễn. 35 kg cô Nguyễn Bảo Lam. 18 kg Jack C Quỳnh Như. 28 kg rồi. 22 kg Diệu Trần. Chế dục theo thứ tự á, theo nhí độc á. Rồi. 22 nè. Rồi, bao nhiêu ký nữa? Đọc. 3, 23. 23 ký. 22 nè em, 23 nè. Rồi. 23 ký Bích Vân. Rồi tiếp tục lên giùm em mã này là A39 giùm em nha mấy chế. A39 nha cả nhà ơi. A39 kèm số cân giùm em. A39 kèm số cân giùm em nha mọi người. Em có size cho bé từ size 15 ký trở lên, 15 16 ký trở lên nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn. 139.000 nha cả nhà. Con quần này 139.000, form rất là đẹp, nhìn giùm em ha cả nhà ơi. Rồi mã này là A39 size 101 tới size 150 nha mấy chế. 139.000 kèm số cân. Đi qua khúc lan gì ở trên đó kìa ba. Rồi chứ ta phải dọn à. Mai là chứ đi dọn muốn sổ là cái gì nữa. A39 kèm số cân 139.000 nha cả nhà. 139.000 chất rất là đẹp luôn. Rồi A39. 18 kg Lê Nguyễn Thanh Minh. 18 kg Lê Nguyễn Thanh Minh rồi. Cái quần chất đẹp lắm mọi người. Nhẹ lắm, nhẹ nhàng dễ mang lắm con quần này. Form rất là đẹp luôn, cái này mà mấy chế phối với áo thun cũng đẹp, hoặc là áo sơ mi cũng đẹp nữa nha cả nhà. 15 kg Ngọc Lê. 15 kg Ngọc Lê. 140, 130, 150. Rồi, còn mấy cái. Rồi tiếp tục lên giùm em mã quần này. 23 kg An Nhiên. 23 kg An Nhiên 130. 35 kg Cu Bi Nguyễn. Cu Bi Nguyễn rồi, còn cái 140. Rồi lên giùm em mã này là A40. A40 giùm em nha mọi người. 145.000 A40 chất rất là đẹp luôn nha mấy chế. 145.000 giùm em A40. Form cực kỳ xịn sò luôn. A40 kèm số cân giùm em. Cái quần lưng cao cho bé gái nha mọi người. Có co giãn, có độ co giãn cho bé ha. Rồi mã này A40. A40 kèm số cân giùm em. A40 size từ 15-16 kg trở lên. 15-16 kg tới size cho bé tầm khoảng 35-37 kg nha mấy chế. 15-16 kg tới 35-37 kg kèm số cân giùm em A40. Form rất là đẹp luôn mọi người. Form đẹp lắm. A40. 26 kg Diễm Ngô. Rồi 26 kg Diễm Ngô. 16 kg Quỳnh Mỹ. Rồi 16 kg nè. 26 kg nè. Rồi tiếp tục. 35 kg Hoàng Trinh. Hoàng Trinh 35 kg nè. Rồi. 22 kg Diệu Trần. Diệu Trần nè. Rồi còn cái 120 hết hàng. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A41 nha mấy chế. A41 kèm số con giùm em 125.000. A41 con hoodie size lớn cho bé lớn. Rồi A41 A41 từ 22 kg trở lên nha cả nhà ơi. 22 kg tới size cho bé tầm khoảng 47 kg nha cả nhà. 22 tới 47 kg kèm số con giùm em. Em được một ri 125.000 nha cả nhà. Con hoodie đơn giản form. Đơn giản thôi màu. Nói chung màu này nhẹ nhàng rất là hàng luôn. Những cái màu này form lên dễ mang lắm luôn á. Cái hãng này nó basic cực kỳ luôn rồi. Kèm số cân giùm em mã này A40 nha mấy chế. A40 kèm số cân giùm em 125.000 con hoodie chất rất là đẹp luôn nhé. Thấy đi nhé, đọc đi. Rồi. 40kg Võ Thị Diễm My. Võ Thị Diễm My. 30kg Trần Hiền. Trần Hiền 30kg rồi. Còn size 140, size 170 và size 130 kèm số cân giùm em nha cả nhà. Cái này mã này 20kg thì mặc cái form nó rộng. Size 130 là size nhỏ nhất. Size 130 là size nhỏ nhất nha mọi người. A41 kèm số cân giùm em. 20kg Nguyễn Lê. 20kg Nguyễn Lê rồi. 47kg Hà Nguyễn. 47kg Hà Nguyễn rồi, còn cái 140. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A41 nha mọi người ơi. A42 kèm số cân giùm em nha mấy chế. A42 chất rất là đẹp luôn. A42 này A42 này size từ size 15kg trở lên. 15-35kg nha mấy chế. 119.000 luôn. Size cho bé 15-35kg. A40 đó em còn size cho bé từ 20-32. Ủa A39, A40 mà em. A40 là em còn size cho bé từ 25-32kg nha cả nhà. Rồi lên giùm em mã này là A41. A42. Hả? Là phải không? A42. Rồi A42 giùm em. A40 mà, cái đó A40 mà.
A42 nha cả nhà ơi. Ôi chứ là A40 thì chị Nguyễn lên là đồng viên A40 rồi. Có người đồng viên A41 á. Ngoài A41 hết luôn á. Còn size nhiêu báo? Size 104 và size 104 rồi. Rồi lên giùm em mã này là A42 nha mọi người. Chị nào mà chưa chốt được A41 á, nãy giờ chế đó mã đó là A40 không á. Nãy giờ bên trong lần có chế A40 không mà đâu thấy A41 đâu. Rồi lên giùm em mã này là A42 nha cả nhà. Từ 15 kg tới 35 kg nha mấy chế. 15 tới 35 kg kèm số cân giùm em. Size cho bé 15 tới 35 kg nha mọi người ơi, kèm số cân, kèm mã, kèm size giùm em A42 nha cả nhà. Okay, 15 tới 35 kg. 119.000 nha cả nhà ơi, 119.000. Chị nào chưa chốt được cái áo hoodie màu xanh đó, lên giùm em mã là A41 nha mấy chế. Em còn dư một cái size 101 và size 104. Rồi, mã này là A42 nè. Rồi lên A42 đi Phương. Không thấy, chưa thấy bình luận hả? Rồi A42 nha cả nhà ơi, A42 tới 35 kg. A42 119.000. 119.000 giùm em. Có tìm là bằng A42 size 101 Diễm Nguyễn. Rồi size 101 thì Diễm Nguyễn. 33 kg Juliet. 33 kg nè. 16 kg Nguyễn Huỳnh Như Ý. 22 kg Diệu Trần. Size 101 nè em. 16 kg hết hàng rồi. Rồi chị Nguyễn Thân, mình dưới không có nha chị ơi, 35 kg Lê Huỳnh. 22 kg nè, 35 kg nè. Rồi. Rồi còn từ size 102 trở lên, còn size từ 18 kg trở lên mấy chế ơi. Áo xanh nào shop cho mình coi lại. Phương có về không gì trước đi con. Rồi lên giùm em mã này là A. A43. Không, mã này là áo màu xanh nè, chứ nào chế nào chưa chốt được áo màu xanh này chốt áo màu xanh nha. Là A41 nè, em còn một cái size 104 nè. Với một cái size 103 chứ. Cái 104 với cái 103 chứ không phải 101 mới chứ ơi. 104 và 103, 22 kg trở lên rồi. Rồi lên giùm em con áo này là A40. A43 kèm số cân giùm em nha mấy bà. A43 này size 15 kg trở lên. Size cho bé 15 tới 35 kg A43. A43 kèm số cân giùm em. A43 áo khoác 140.000. 140.000 chất rất là đẹp luôn, màu đen ha. 140 kèm số cân giùm em. 140 kèm số cân nha mấy chế. 9 tuổi 30 kg mặc size gì, bé cao tầm bao nhiêu chế ơi? 30 kg là chắc cỡ size chắc tầm size 104 á, 104 hoặc 150. 104 hoặc 150 nha mọi người mấy chế. Nếu mà bé mình hơi tròn á hoặc là bé mình cao á thì chế lấy size 150 ha, còn nếu bình thường thì mình lấy size 104 cũng được. Rồi lên giùm em mã này A43. 15 tới 35 kg rồi, chốt luôn. 33 kg Julie Tiết rồi. 15 kg Song Vân. 15 kg chị Song Vân rồi. 15 kg chị Song Vân rồi. Em còn size 102, 103 và 104. Ông muốn là nhiêu tiền? Nào. Tiếp 125.000. Rồi lên giùm em mã này là A40. A44 nha. A44 kèm số cân giùm em nha mấy chế. A41 size 104 luôn lần. A44 này 125.000 cho mọi người ha. 125.000 kèm số cân giùm em. A43 em lấy 3 kg, 3 Julietin. Julietin 35 kg nha. Chị Julietin nãy xài nhiêu vậy em? A33 35 kg một size đó. Chế ơi. Chị lấy size 150, đúng rồi em lấy size 150 chế. Rồi. Rồi lên giùm em mã này là A44. A43. Còn size nhiêu? 102, 103, 104 ạ? Ừ. Rồi lên giùm em mã này A44 cho mọi người. 125.000 A44 kèm số cân giùm em nhé chứ. 125.000. 125.000 kèm số cân giùm em nha mọi người. Rồi lên giùm em mã này A44, 125.000. Size 80 kg tới 20 kg 4 tuổi giùm em nha mọi người. 80 kg tới 20 kg 4 tuổi A44.
6.2 Thiên Bình. 6.2 chị Thiên Bình nè. Rồi. Rồi em còn mấy cái A44 nha mọi người ơi, A44. 13 kg Montager. 13 kg Montager rồi. Inbox địa chỉ chỗ nào vậy em? Em inbox địa chỉ không inbox được, đưa cái hotline cho em. Có gì cái điện thoại đi cho rồi lên giùm em mã này là A44 nha mấy chơi ơi. A44 này cái tai cũng xinh nữa nè mọi cả nhà ơi. Dễ thương lắm. Cái tai bo bo xinh lắm, 125.000 con áo kiểu cho bé gái quá rẻ luôn. Con áo chất đẹp lắm. Rồi lên giùm em tiếp tục mã này A46 hả? A45. Ôi ơi, dễ thương quá. Hai cái rèm cho bé. cho bé mèo. Rồi lên giùm em A45 nha mọi người. Rồi em chỉ mọi người cách mà để inbox cho shop em. Mọi người kéo xuống ở phần giới thiệu mấy chế thấy ở chỗ phần này có cái bản đồ nè. Mấy chế bấm vô cái Messenger giùm em. Đó, mọi người inbox giùm em thông tin nha cả nhà ơi. Khách mới cho em xin thông tin nha cả nhà. Rồi lên giùm em mã này là A45 nha mấy chế. Size cho bé 80 kg trở lên. 80 kg tới size cho bé tầm khoảng 20 kg 4 tuổi 140.000. Rất là solo. Cái khóa cũng xịn nữa nè mấy chế ơi. Rồi, mã này A45 kèm số cân giùm em A45. 80 kg tới 20 kg 4 tuổi A45. 12 kg Xí Nguyễn. 12 kg Xí Nguyễn. Xí Nguyễn rồi. A45 nha cả nhà. A45 áo khoác. Rất 15 kg Minh Nguyên thị Trần. 13 kg Minh Nguyên thị Trần rồi. 16 kg Khánh My. 16 kg Khánh My Phan. mười ký hồng kông nè rồi lên tiếp giùm em mã này là A46 119.000 luôn. A46 119.000 kèm số con giùm em, chất rất là đẹp luôn nha mọi người. A46 size cho bé 15-16 kg trở lên mấy chế ơi. 15-16 kg trở lên, form này là form hơi rộng rãi tí xíu nha mấy chế. Rồi A46 này tới 38 kg A46 chất rất là đẹp luôn nha mọi người. Form nè, cổ nè. Cổ này vừa vặn. A46 kèm số cân nha cả nhà. A46 119.000 A46 chất quá đẹp. 18 kg Minh Nguyễn Nguyễn. Minh Nguyễn Nguyễn 18 kg nè. Rồi. 18 kg là cái này đi em. 18 kg. 24 Na Lâm. 24 chị Na Lâm rồi. 22 kg Diệu Trần. 22 kg Diệu Trần rồi. Size 101 Lam Trần. Size 101 Lam Trần rồi. Còn size 150 với cái size 101. Còn một cái 150 bằng cái 101. Chất rất là đẹp luôn không chết. 119.000 rồi lên tiếp màu này. 38 kg Võ Thị Diễm My. 38 kg Võ Thị Diễm My rồi. Còn cái 101 rồi lên em tiếp tục. Ở này là A47 nha mấy chết. A47 kèm số con giùm em. 15 kg trở lên. 15-35 kg nha mấy chết. Chất quá đẹp luôn nè. Chất quá xịn. Ôi ơi, cái này chất đẹp lắm. Rồi mã này là A47 nha cả nhà. 15 kg tới 35 kg giùm em nha mọi người. 15 tới 35 kg, 119.000 giùm em. Mã này trai gái đều mang được. 119.000 kèm số cân. Mã này là A47. A47 119.000 nha chứ. A47 này em được ghi. A47 kèm số cân giùm em. Size 130 rồi. Ông ơi. Size 130 Maria Ngọc Thiên Kim size 130 rồi. A46 còn một cái size 101 nha mấy chế. Rồi A47 giùm em. A47 dễ thương quá. Size 101 chị Nhi Nguyễn. Nhi Nguyễn rồi. Lên tiếp giùm em mã này là A47 nha cả nhà. A47 là mã này. A47 119.000 A47. Rồi tiếp tục con A48 này là mã này. A48 giùm em. A48 con sơ mi này 135.000 nha mọi người. Áo sơ mi này bé trai. Cái màu này không bị kén ha. Không bị kén trai gái nha mọi người. Mã này là A48 giùm em nha mấy chứ. Hả? A47 16 kg cho chị Nguyễn Huỳnh Như Ý. Nguyễn Huỳnh Như Ý 16 kg. Có mẫu không ta? Nãy chứ có giục cái mẫu xuống không? Đây 16 kg này. 140. Mẫu rồi. Rồi lên giùm em mã này là A48 hả? A48 giùm em 135.000. Áo sơ mi cho bé trai chất rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi A48 15 tới 35 kg. A47 size 4 Na Lâm.
240 na lam lâm rồi. Còn 120 và 150 rồi đây em. Chị ơi, áo xanh hút đi còn 24 kg không em lấy. Áo hút đi còn nha chế. Đây đưa đây chế. Cái size 130. Rồi size 130 nè. Comment giùm em là A41 nha chế. Áo xanh hút đi A41 125.000. 125.000. Rồi lên em mã này là A48. A48 kèm số con giùm em, chất rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Trai gái đều mang được không? Bé trai đi. Bé trai sẽ mang đẹp hơn. Em có từ 15 kg tới 35 kg, 135.000 kèm số con giùm em. 135.000 cái sơ mi này. Chất quá đẹp. 135. Tiếp tục em lên rồi. A48 size 140 lương lành. Size 140 chị lương lành. 15 kg song vân. 15 kg song vân. Rồi. Lên giùm em mã này là A49 nha cả nhà ơi. A49 thấy chị Phương Trần nè chế. Thấy nè chế ơi, em thấy chế nè. Rồi lên giùm em con này là A49 giùm em. A49 99.000 nha mọi người. 99.000 kèm số cân giùm em. Con quần leggings cho bé gái 99.000 em có size cho bé từ 15kg trở lên. A49 nha cả nhà. 15kg tới 35kg giùm em nha cả nhà ơi. 15 tới 35kg kèm số cân giùm em. Chất rất là đẹp luôn. A49 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 A41 bảo đại, bảo đại. Rồi A41 chị đã bảo lại bảo đại rồi. 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 120, 130 và 150. Nha. A48 35 kg kim châu. Rồi 35 kg kim châu. Rồi lên giùm em mã này là A49 nha. Chị Huỳnh Kim Ly lấy hai cái liền size không chế. Rồi mã này A49 giùm em nha mọi người. A49 99.000 chốt rất là đẹp luôn. Con quần này từ 15-16 kg trở lên nha mấy chế. A49 A49 99.000 kèm số con giùm em A49. A49 miễn chơi xong mà. Ờ xin chơi xong vậy có gì. A49 A49 giùm em. A49 22 kg dịu chân. 22 kg dịu chân. 22 nè em. Gì Size 3 na lâm rồi. Size 1 Diễm Nguyễn. Size 1 Diễm Nguyễn còn 35 kg ngọc mình. 35 kg còn cái size 4 nè em. Rồi tiếp tục lên giùm em mã này là A50. A50 giùm em nha mọi người ơi. A50 form rất là đẹp luôn. A50. A50 kèm số con giùm em 139.000. 139.000 con quần A50 này nha cả nhà. Chốt rất là đẹp luôn A50. 25kg Hà Nguyễn rồi. A50 này em có size từ 18kg trở lên. 18kg, 20kg trở lên nha mấy chế. 139.000 giùm em. Form rất là đẹp luôn. Mã này trai gái đều mang được nha mọi người. Nếu mà bé gái mình mặc cái quần này là cũng hụt. Cái này giảm hơi rộng rộng mới đẹp. Mặc thêm cái áo thun mà nó ôm ôm nữa rất là xinh luôn. Size 101, có cái 2 cái size 100. Từ 120 trở lên. 120 tới 150 tới 35, 37 kg. Nhầm rồi chị Nguyễn Lệ. Sao nhầm vậy chế? Chị Nguyễn Lê á. Nguyễn Lê chốt gì cái gì vậy em? Chị Nguyễn Lê sao chốt gì vậy chế? Rồi mã này A50 giùm em. 18-20 kg trở lên. Không có chốt chế ơi. 21 kg A50 chị Diệu Trần. Diệu Trần 21 kg nè. Rồi em còn 140. 24 kg Hương Trần. 24 kg. 24 kg nè em. Rồi còn 140 trở lên em ơi. 140 nữa lắm. Rồi còn 150. Còn hai cái 150. Xin chào. Rồi lên giùm em mã này. Xin chào. Xin chào. Rồi mã này 35 kg anh Nam Phạm. Anh Nam Phạm 35 kg rồi. Mã này A51. A51 kèm số cân giùm em nha mọi người. 99.000 A51. Tay cho bé 80 kg trở lên. Mấy cái mã này em xe cho mọi người. 99.000 nha cả nhà. Chất rất là đẹp luôn, chất mịn lắm. Cái 130 thải em mất 100. Chất mịn lắm mọi người ơi. Rồi. 99.000 mã này đi. Mã này là A50. A51. A50 em còn size 150 từ 30 tới 35 kg thôi chứ ơi. Quần phía sau có 32 kg không? Em hình như cái mã này là size size cỡ size 130. Size này hình như quần này size 130 chứ. 130 đúng rồi. 130 là từ tới 2 26 kg.
Rồi, A51 kèm số con giùm em. A51 sao 90 Linh Nguyễn. Sao 90 chị Linh Nguyễn. 15 ký Ngọc Mai. 15 ký Ngọc Mai nè, sao 90 nè. Rồi. 99 ngàn mã này. 16 ký Phạm Trang. 16 ký Phạm Trang. Rồi 16 ký Phạm Trang. Kèm số con giùm em nha mọi người. Có một cái 100 này Phương ơi. 101. Xin chào Hai Chi. Rồi, mã này là A51 nha mọi người ơi. A51 em có sao cho bé từ 8-10 cân trở lên nha cả nhà. 12 ký Minh Hương. 12 ký Minh Hương, 12 ký rồi. Sao 101 Thảo Lê. Sao 101 Thảo Lê. Hết sao 101 rồi em ơi. Hết 13 ký Hải Đinh rồi, chị Thảo Lê không có nha. 13 ký Hải Đinh. Rồi em còn size 120 và size 80 nè mới chết. 10 ký Nguyễn Lê. 10 ký Nguyễn Lê nè. Rồi. Em còn size cho bé 80 1 ký một cái và hai cái size 120 17. 10 ký Thảo Nguyễn. 10 ký Thảo Nguyễn. Em còn 17 tới 20 ký. Size cho bé 17 tới 20 ký. Chị Lê Mỹ Duyên tí nữa em rep inbox cho chế nha. Rồi lên em tiếp tục mã này là A52 luôn. A51 em còn size 120 thôi mọi người ơi. 17 ký Bích Diễm Hồ. Bích Diễm Hồ rồi, em còn một cái từ 17 tới 20 ký. Rồi lấy em mã này là A52 luôn. A52 này 119 ngàn giùm em, rất là xinh luôn, dễ thương lắm cho bé gái nha mấy chế. A52 này cho bé gái 119 ngàn giùm em nha mọi người. 119 ngàn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi A52 nè. A52 119 ngàn. 120 Thảo Lê. 120 Thảo Lê rồi. Khó chút, để quá chị ơi. Mimili hồi nãy giờ chị không thấy em comment luôn á. Hồi nãy giờ không thấy comment luôn. Mã này A52 giùm em nha mọi người. A52 119 ngàn giùm em. Chất rất là đẹp luôn. Cái kiểu này cho bé gái nè. Cái form này lên form rất là xinh luôn nha cả nhà ơi. Chị nào mà quất cái này về mang cho bé xinh lắm. Cái kiểu này kiểu hơi cánh dơi một tí. Mà tay nó ở đây nó khúc này nó hơi ôm nè. Kiểu này nó mai đẹp lắm. Rồi mã này A52 size 80kg trở lên em ơi. Lê Thảo Nguyễn. Lê Thảo Nguyễn, còn Minh Linh chẳng quá. 29 Quỳnh Mỹ rồi. Còn 80kg với lại nè, còn mấy cái. 15kg Hương Nguyễn. 15kg cho chị Hương Nguyễn rồi. Sao đặt nãy giờ mà không chốt được vậy chị Phương Trần hả? Hình như là chế chốt sao á chứ. 10kg An Nhiên. Mi đi cái đi. Rồi tiếp tục. Em trước ai năm cố chị thử lên luôn. Ôi cái váy này còn cái thế này sao 101 nè. Em còn cái váy Madakan đang mặc sao 101 nữa là bị chết. Em còn cái Madakan đang mặc sao 101 nữa nè mọi người ơi, lên giùm em mã này là A50 3. A53 giùm em nhé mấy chế. Size 101 A53 size cho bé từ 16 tới 18 kg giùm em nha mọi người. 16 tới 18 kg A53 139 ngàn, chất rất là đẹp luôn. A53. Nãy chị nào chưa chốt được A53 chốt A53 giùm em 139 ngàn. 139 ngàn A53. Rồi lên giùm em mã này A54. Hả? Cái này để vô cái gì chốt học. Ừ. Hả? Ờ hiểu. Madakan đó. Rồi lên em mã này là A54 nha cả nhà ơi. A54 giùm em. A54 này 145 ngàn hả ta? 145 ngàn. Rồi A53 số 101 chị Tiên Nguyễn. Rồi Tiên Nguyễn. Thôi. Ghi chưa? Cái này có ghi chưa? Rồi lên em mã này là A54 giùm em. A54 nha mọi người. A54. A54 145 ngàn. Ta 106 nè. 140, 150. Từ 22 kg trở lên nha mấy chế. 21 2 kg 22 kg trở lên có từ size 103 trở lên 145 ngàn nha cả nhà. Madakan này cũng 101 nè. Madakan. Rồi. Sợ kiểm bill quá nhí. Sợ kiểm bill thôi à, nó sai mã. Ơ, Duy Trang mà, nó Duy Trang mà. Rồi lên giùm em mã này là A54 nè. Rồi chốt đi em. 28 28 ký Trần Hiền 28 ký Bảo Đại. 24 ký Bảo Đại. Bảo Đại nè. Rồi 250 Nari. 250 Nari Nari nè. Rồi. Em còn size 106 và 107 nha mấy chế. Em còn từ size cho bé từ khoảng 38 ký trở lên. 38 tới 47 ký. 40 ký Võ Thị Diễm My. 45 ký Huỳnh Như Ý. Rồi Huỳnh Như Ý hết.
Rồi đem em mã này là A55 nha mấy chết. A55 kèm số con giùm em A55 nè. A55 này 129 ngàn. 129 ngàn. 83 gái, 93 gái. Chốt khó ghê cơ. Sao vậy chế? Chế comment kèm mà tương tác bài viết, là comment kèm icon giùm em á, cho em dễ thấy ha mọi người ha. Rồi lên em mã này là A50. A55 129 ngàn. 129 ngàn giùm em. Có size 80 nè em ơi. Ui, cái này có size 80. Size 90 à Duy ơi. Ô Phương ơi, size 80 và size 90 thôi à. 8-12-13 kg. Mã này A55 8-12-13 kg nha cả nhà ơi. Dễ thương lắm. 129 ngàn A55 giùm em. A55 129. Ủa cái này sao lâu lâu cái nó xuất hiện ghi vậy ta. Mã này A55 giùm em nha mọi người. Chị My Rin 2 cái đi em. Mã này A55 có 1 ghi à. Ủa ừ, có 80-90 thôi à. 2 cái 90. Size 80 chị Bảo Đại. Bảo Đại. Lam. Bảo Lam size 80 rồi. 10kg Hồng Kông. 10kg Hồng Kông rồi. 10kg Hồng Kông. Size 80 chị Ngọc Lê. Size 80 Ngọc Lê. Rồi size 80 Ngọc Lê, còn cái size 90 nha. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A56 129 ngàn này. A56 kèm số cân giùm em. A56 129 ngàn luôn mấy chứ ơi. Áo form Barbidol nha mọi người. A55 12kg Minh Nguyễn. 12kg Minh Nguyễn rồi em hết A55 rồi. A56 giùm em. A56 giùm em nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn, form nè, tay bồng bồng rất là xinh luôn. A56 kèm số cân. Size cho bé 80kg tới size cho bé tầm khoảng 20kg 4 tuổi nha mọi người. 80kg tới 20kg 4 tuổi giùm em. 80kg tới 20kg 4 tuổi, chất quá đẹp. Rồi kèm số cân giùm em 129 ngàn. 129 ngàn con đầm bi. Ủa con áo. Cái này dạng áo váy, áo Barbidol nha mọi người. Có nút, có nút bọc từ trên xuống dưới như thế này cho mình ha. Rồi kèm số con giùm em nha mấy chế. 17kg Tiến Phan Ngọc Hải. Tiến Phan Ngọc Hải. Size 80 Bảo Lam. Size 80 Bảo Lam. Rồi còn size 90, size 100 và size 101. Rồi kèm, ủa, và size 102 kèm số con giùm em. 12kg Lê An Khương. Lê An Khương 12kg rồi. Rồi lên giùm em mã này là A57. Size 101 con mình. Vân Huỳnh rồi. Còn cái size 102. Còn cái size 102. Rồi lên giùm em mã này là A57. A57 giùm em nha mấy chế. A57 form rất là đẹp luôn mà kiểu nhìn ở phía sau nó lạ lạ hết mấy chế. Rồi có kèm túi, hai túi hai bên thôi cả nhà ơi. Rồi 145 ngàn giùm em đi. 145 ngàn. Cái quần này chất rất là đẹp luôn. Cái quần này chất co giãn, co giãn nhẹ cho bé ha. Có co giãn chất quần riêng mỏng co giãn. Rồi 145. 20kg cho chị Lê Nguyễn Thanh Minh. 140 ngàn đi em, mã này. Rồi tới size 106 nè, 104 nè, 103 nè, 104 nè. Rồi 103. Từ 103 22kg trở lên mới trở lại. 22-40kg giùm em. Chất rất là đẹp luôn mà form nhẹ nhàng ha. Cái quần này nhẹ lắm, dễ may lắm. Cái quần jean này mà nó là quần jean nhưng mà bé may sẽ rất là thích, tại vì chất nó, cái chất nó đã lắm. Size 103 Maria Ngọc Thiên Kim. Size 103 chị Maria Ngọc Thiên Kim rồi. A57 em còn 40kg Võ Thị Diễm My. Võ Thị Diễm My 40kg rồi. Còn 103-104. Còn size 103-104, chất rất là đẹp luôn nha mọi người. Form rất là đẹp luôn. 22kg dự trần. 22kg dự trần rồi. Còn 104. Ừ ha. Chị em nhớ rồi. Ừ ha, quên. Chị Bảo Lam nãy giờ em lên đơn lẻ cho chế rồi. Có gì em bỏ vô sỉ. Trời ơi. Chết rồi quên, mất tiêu luôn. Chị Bảo Lam. Đấy chị Bảo Lam. Cái là lấy cái gì thôi. 29kg chị Bảo Lam rồi, còn cái nữa em. Lỡ rồi. Làm cái bọc cho chị đi, làm bọc mới đi rồi cái gì à? Mấy cái đơn kia, mấy cái kia thì bỏ ra. Quên mất tiêu luôn. Chế ơi, cắt cái làm canh đi. Nãy giờ em lấy size lẻ cho chế không mất. Rồi em còn cái size 104 nha mọi người. Rồi lên em mã này là A58 nha cả nhà ơi. 139 ngàn, size cho bé 80kg tới 20kg nha mấy chế. 80kg tới 20kg giùm em nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn, form cực kỳ xịn sò luôn. Rồi A58 139 ngàn giùm em nha mấy chế. Ở đây có thêu nè, thêu nhẹ con này. Rồi lên kèm số con nha mọi người. Hả?
gửi tin nhắn mẫu không? Ừ. 24 kg kìa chị Jackie Quỳnh Như có chưa? Sĩ á chế, sĩ có gì inbox Zalo đi chế ơi, tại vì dạ em check inbox để tối nay em check inbox nha mọi người. Tối nay có gì em check inbox cho chế nha. Rồi lên em mã này là A58 nha mấy chế. A58 kèm số cân giùm em nha cả nhà ơi. Rồi 139.000 A58 nè. 139.000. Chốt có đẹp luôn. Chốt này chất đâm dày dặn ở phía trước nè. Còn ở phía sau nè, xinh lắm cái này. 80 tới 120. Size 101 Diễm Nguyễn. Diễm Nguyễn size 101 rồi. 20kg Hạ Nguyễn. 20kg Hạ Nguyễn rồi. 13kg Hải Đinh. 13kg Hải Đinh rồi. Rồi lên em mã này là A59 luôn nha cả nhà ơi. A59 giùm em dễ thương lắm. Cái áo này rồi 119.000 A59. 119.000 A59 kèm số cân giùm em nha mấy chế. Kèm số cân nha cả nhà. 15kg tới size cho bé tầm khoảng 35-37kg A59. 13kg còn kìa. Hải Đinh 13kg rồi. Rồi có rồi. Rồi lên em mã này là A59 giùm em nha mấy chế. A59 kèm số cân, chất rất là đẹp luôn nè. Trời ơi xịn sò chưa. Rồi A59. A59 nha mấy chế. Size 80 size 100 chị Hà Trâm. 119.000 đi. 119.000 đi cái này. 119.000 chất rất là đẹp nha cả nhà. A59 giùm em size lớn nha mấy chế ơi. Size lớn mấy chế ơi. Rồi cái 29kg chị Bảo Lam nè. A58 không có. 20kg Hà Nguyễn. Chị Bảo Lam á em. Rồi 20kg chị Hà Nguyễn nè. Rồi. 40kg Hòa Dung. Hòa Dung 40kg nè. Rồi, Hòa Dung 40kg rồi em còn cái 130 và cái 100 cái 130 và cái 101. 22kg Diệu Trần. Rồi Diệu Trần 22kg. Còn cái 101. Rồi lên giùm em tiếp tục mã này là A60 nha mấy chế ơi. A60 kèm số cân giùm em nha mọi người ơi. Mã này 129.000 giùm em, chốt rất là đẹp luôn. 18kg Linh Thị. 129.000 hiện trên mình ai sẽ lại cho em nhìn rồi. Nghe anh. Trai gái đi mặc được như một quý ơi. Chị Kim rồi lên giùm em mã này là AA như ta. A60 129.000 con này hơi bị xịn sò luôn. Chất rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. A60 kèm số phân giùm em. Em còn size cho bé từ rồi cái này tới size 170 luôn nha mấy chế. Tới size 170 luôn nha cả nhà ơi. Sao không thấy đọc tên em chị Phụng Nguyễn. Có thể là chế comment chậm hơn á. Tại mấy cái này em có ghi thôi, chị nào thích comment liền nha cả nhà. Rồi từ 22kg tới size cho bé tầm khoảng 47-48kg 129.000. 129.000 giùm em. Rồi A60. Mã này A60 nha mấy chế. Chất rất là đẹp luôn. Về mấy chế nhận cái này là mấy chế mời em liền luôn. Chất đẹp vô cùng đẹp luôn. Rồi A60 nè. 35kg Ngọc Thi. 35kg Ngọc Thi nè. Rồi 7 Thánh Mỹ Phan. Thánh Mỹ Phan nè. Rồi Thánh Mỹ Phan. Xe 150 Trần Hằng. Xe 150 Trần Hằng. Rồi xe 150 Trần Hằng nè. 27kg Nga Nguyễn. Trong 27kg Nga Nguyễn nè. Rồi còn cái size 130. Còn cái size 130 cuối cùng như chị nào đây. Rất là đẹp luôn. Mã này mặc được từ khoảng size tới size 6-27kg được luôn á. Size 130 này. Này Duy mọc. Hai mươi ký minh hiền. Rồi tiếp tục lên giùm em mã này là A61 nha mấy chế. A61 kèm số cân giùm em luôn nha cả nhà ơi. A61 này 139.000 cho mấy chế thôi. 139.000 kèm số cân giùm em A61, chất rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chất xịn sò. A61 kèm số cân giùm em A61, chất đẹp lắm. A61 này sai cho bé từ khoảng 15kg, 16kg trở lên. Form này form dáng dài nha mấy chế. 139.000 màu cam, em được 1 ri. 15-16kg tới size cho bé tầm khoảng 37-38kg giùm em nha. Trai gái đều mang được mã này. Trai gái đều mang đẹp ha. Trai gái đều mang được mã này A61 nha mấy chế. A61 kèm số cân nha mọi người ơi.
kìa cái đó mình lấy được đi. Ồ, bọc đất này được không? Rồi A61 nha cả nhà. A61 139.000 con áo khoác rất là đẹp. A61. Ừ. 30 kg Mai Thu Nguyễn. Mai Thu Nguyễn 30 kg nè. Rồi. 26 kg Diễm Ngô. Diễm Ngô. Diễm Ngô 26 kg nè. Rồi. Giờ cái này kia thầy. Ờ. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. 25 hả? Như cái gì phải không? 20 kg còn nè em, 25 hết rồi. 25 hết rồi, 20 kg còn. 20 hay 2 kg còn. Rồi còn 150, 101. Cái này 101 mặc được tới 18 kg rồi con. Còn 1 ly trời ơi. 20 kg Lê Nguyễn Thanh Minh. 15 kg Song Vân. 15 kg Song Vân rồi, còn cái 150. Còn cái size 150, size cho bé 30 tới 35 kg. 38 kg Nguyễn Ngọc Trúc Mai. Mấy chế ơi, cái này đẹp lắm nha. Hết một cái 100. Rồi lên giùm em mã này là A62 giùm em, 145.000 cá khoáng mà cực kỳ xịn sò luôn. Chị nào nhanh tay. Bà chế nào nhanh tay được cái này nha. Rồi 80 kg tới 20 kg giùm em. Em hết cái 100 mà em lấy cho con em một cái rồi. Rồi mã này là A62. Đẹp lắm. Lắm gì? Cái này rồi ơi, có hai cái túi dễ thương ghê luôn mà chất này ở Sài Gòn mà không sợ nóng ha. Rồi, xịn sò luôn, xịn con ba sò rồi kèm số con giùm em. 15 kg Linh Na. 15 kg Linh Na nè. Rồi. Còn cái 82 kg và Mai Thu Nguyễn lấy cho mình xăm size 150 nha chị Thanh Mai Thu Nguyễn. Chị Mai Thu Nguyễn. 9 kg Diễm Ngô. 9 kg Diễm Ngô nè. Xinh lắm con áo này, 145.000 kèm số con giùm em. Còn cái size 90 và cái size 120 nha mấy chế. Đẹp lắm luôn á, form rất là đẹp luôn. 145.000. Rồi tiếp tục lên giùm em mã này là A63. A63 giùm em nha mấy chế. A63 kèm số cân nha mọi người ơi. Thích vải nha. A63 này size cho bé từ 15kg tới 35kg. Mã này 129.000. Mã này em bớt, máy 129 còn sót mấy cái. 129 ngàn mã này A6 mấy ta? A63 129. A62 10kg chị My Nguyễn. My Nguyễn 10kg rồi. 20kg Hà Nguyễn. 20kg chị Hà Nguyễn rồi, lên em mã này A63 nha mấy chế ơi. A63 nè, nút nè. Ở đây có thêu nhẹ ở đây ha. Rồi A63 129 ngàn em còn sót lại mà được mấy cái. Còn sót lại được mấy cái A63 nha mọi người ơi. A63 kèm số cân. Nút từ trên xuống dưới luôn. Cái váy này mọi người phối với lại áo cái áo khoác này mọi người phối với váy rất là xinh ha. Mà cái màu nó cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi kèm số cân giùm em mã này là A63. Size từ 15kg tới 37kg. 15 tới 37kg giùm em nha mấy chế. Size 15 tới 37kg A63 kèm số cân. A63, mã này A63 vậy rồi. A63 35kg Mai Thu Nguyễn. Mai Thu Nguyễn 30. 24kg chị Tú Trinh. 24kg chị Tú Trinh, 24kg nè. Rồi 24kg là 129.000 quá rẻ rồi. 20kg Trang Hồ. 20kg Trang Hồ. Trời ơi, đi đâu mà mua cái áo khoác với giá 129.000 thiệt sự luôn, quá trời rẻ luôn mọi người ơi. Trời ơi, rồi bao nhiêu ký? 27kg Quỳnh Anh. 27kg Quỳnh Anh. 27kg Quỳnh Anh nè. Rồi, có một màu duy nhất thôi chứ ơi. Hả? Còn đủ á. Ok, hợp tên kèm hãy dột xong xe. Rồi lên giùm em mã này là A63 nha mọi người ơi. A63 kèm tố cân giùm em 129.000. 14kg mặt 14kg con lừa. Mặt hơi dậu rộng nha chế ơi, mặt hơi rộng nha. Hơi rộng nha mọi người. Cái này size cho bé từ 16kg trở lên, tập 16kg trở lên nha mấy chế. Rồi bụt lên chế còn mấy cái nè. 129.000 đẹp lắm. Rồi tiếp tục lên giùm em mã này là A64. A64 giùm em nha. Lên váy hả chế, ok chờ em tí nha. Rồi mã này A64 giùm em. Nói chung là một con áo cho bé gái ha. Rồi bán cho mọi người bằng giá áo thun luôn, 119.000. Chị tiền hình bị ẩn hay sao? Hôm nay em không biết sao nữa chứ ơi. Hôm nay comment em like mà nó lên comment nó trọng, mà thấy nó cực kỳ sao. Rồi buộc chung đi Di.
Rồi lên giùm em mã này là A60 A64 nha mọi người, 119.000 con len này. Nói chung là len này nhẹ nhàng mà. Hả? Đi sầu, đi sầu nè, đi sầu, đi sầu chấm mặt tô nè. Rồi mã này A60. A63 18kg tiền nguyện. A62 thì không có, thì thắng đi phay rồi. Bao nhiêu ký? 18kg, mã nào? Rồi, ok. Rồi lên em mã này A64 nha mấy chế. 119.000 con len này, A64 cho bé gái nha cả nhà ơi. 119.000 kèm số con giùm em. Hả? Còn sót lại ghi á. Chứ cơ vụ lẻ ăn sồn nè. Cái này có 2 ghi lận nè. Cái này 2 ghi, còn 1 ghi nữa hình như ở trên trong đó hay sao. Rồi lên em mã này là A6 mấy ta? A64 nha mấy chế ơi. A64 mã này từ 22kg trở lên. 22kg tới size cho bé tầm khoảng còn 140 này, 150. 140, 150 rồi ta. Rồi tới size 150 rồi. Size 150 cho chị Diệp Bình Nhi. Diệp Bình Nhi 150 nè. Rồi. 119. 23kg Mai Trâm. 23kg Diệp Mai Trâm nè. A63 20. A63 23kg chị Mai Trâm. Rồi A64 nè. Ngọc Đoàn có chưa? A64 22kg Ngọc Đoàn. Rồi 40kg nè em. 40kg chị Xuân Liên Nguyễn. 47kg Hà Nguyễn. 40 à, em không có 47. Rồi chị Hà Nguyễn không có nha. Rồi A64 nè em còn size 140. 22kg đây nè, 22kg. Rồi còn size 140 không à. 24kg Rovia. Chị ơi, em không có bán áo khung em đang mặc chứ thôi. Rồi lên em mã này là A65 luôn chứ ơi. A65 139.000 giùm em, còn sót lại ghi nè. A65 139.000 nha cả nhà ơi. Form rất là đẹp luôn, form đơn giản. 139.000 kèm số con. Em có size cho bé từ khoảng 16-17kg trở lên. 16-17kg tới size cho bé tầm khoảng 37kg nha mấy chế. 37kg kèm số con giùm em. 16-17kg tới size cho bé 37kg. Chất rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi 139.000 ha. Em đang like không có kế móc cho chị được. Chị Thuy Vy ơi, chị có kế móc cho chị. Tỷ hả? Tí nữa sau like em check cho chế ha. Kèm số con giùm em nha mọi người. Tí nữa tại vì cái điện thoại này em đang like Zalo nên không có check được cho chế. Rồi 65. Rồi chốt đi. 16kg Nguyễn Huỳnh Như Ý. Nguyễn Huỳnh Như Ý 16kg. Rồi A65 kèm số cân giùm em nha mọi người. 16-17kg trở lên nè. 19kg Lê Nguyễn Thanh Minh. Rồi 16 nè, 19kg. 247kg Thúy Mai. 19 nè. Bao nhiêu ký? 27kg nè. Rồi. Còn cái 150 và cái 130 nè. Hả? Được. Rồi tiếp lên giùm em cái quần 99.000 còn 26kg Thiên Kim. 26kg Thiên Kim rồi, còn cái 150. Rồi lên em mã này là A66 nha mấy chế ơi. 35kg Trần Hằng. A66 kèm số con giùm em. A66 này em có size cho bé từ 16kg, 15-16kg trở lên. Tới size cho bé tầm khoảng 37kg nha cả nhà. 99.000 A66. A66 99.000 kèm số con giùm em. Chất rất là đanh luôn nha cả nhà. Chất xịn phò. Mã này là A66 nha mấy chế. A66 được ghi nè, quần lét riêng cho bé. Cái này nè mấy chế, cái lưng nó cao nè, xịn phò lắm, chất đẹp lắm luôn á. Rồi chất đâm. Rồi 99.000 kèm số con giùm em. 99.000 size cho bé từ 16kg tới 35kg, 35-37kg giùm em A66. Mười tám ký A66 chị Tiền Nguyễn. 650 Diệp Bình Nhi. 22kg Võ Phương. 18 150 22. Rồi 25kg Dương Ngọc. 25kg Dương Ngọc rồi. Còn cái 101 nè. Rồi. Ơ cái quần này nè, còn dương cái nè. Mã trước đó. Mã trước còn dương cái 150 nè. Mã trước A65. A65 em còn dương cái 150. Chị nào chưa chốt được A65 sao 150 chốt giùm em nha mấy chế. A66 15kg Minh Hiền.
Em còn dư cái 30-35kg chị Trần Hằng có chưa ta? Rồi. A65 Mirin này, cho chị Mirin cái đi em. 139.000 đó. Rồi lên em, mã này là A60 67, nãy giờ không thấy chị luôn á. Rồi A67 giùm em nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn, A67. A67 này form ống rộng cho bé gái đi cả nhà ơi. Không, cái ống này ống xung xung nó mới chết. Bé trai nào mà chất chất nó mặc xung xung dài dài, hoặc là bé gái xung xung, form xung xung rất là đẹp ha. Rồi lên em, mã này là A67 luôn, 140 145 145.000 giùm em nha mấy chết. 145.000 kèm số con giùm em. Con quần jean ống suông 145.000 A67. A67 kèm số con nha mấy chết ơi. A67 kèm số con giùm em. A67 chất rất là đẹp luôn, A67 nè. 145.000 A67 quần jean ống suông. Chất mềm. A67 27kg Quỳnh Anh. 27kg chị Quỳnh Anh nè. Rồi. Bao nhiêu ký? 45 hả? Không có, không có. 18kg có. 139.000 á. 18kg nhung hồng bách. 18kg nhung hồng bách nè. Rồi. Không, cái mã đó nè. Rồi kèm số con giùm em 145.000 nha cả nhà. Rồi em còn mấy cái nè Phương ơi. 134, 134. 31kg Sophie Huỳnh. Sophie Huỳnh 31kg nè. Rồi. Còn hai cái. Ê, 31kg lấy này đi em. Rồi, còn 30. Còn 230 và 204. Chị Vân Nguyễn kèm mã đi chế ơi. Chị Vân Nguyễn kèm mã đi em mới chốt được nha chế. A67 kèm mã giùm em. Em còn size cho bé từ 22kg tới size cho bé tầm khoảng 30 mấy kg. Rồi, tới 32kg. Rồi lên em, mã này là A68 luôn. Con quần A68 này chất rất là đẹp luôn. Ma nãy cơ, thầy Nhi trời ơi. Mẹ em á, lấy cái quần này size 101 chùa cho con em. Trời ơi. Thắng chị đấy là ma. Chắc tới sang năm, tới vài năm nữa mới mặc được, có 1-2 năm nữa. Rồi lên tiếp giùm em, mã này là A68, 139.000 nha mọi người. 139.000 A68 kèm số cân giùm em. A68 139.000 kèm số cân nha chế ơi. A68 139. Chất rất là đẹp luôn, 139.000. A68. Chị Mirin còn hai cái đấy, chị Mirin đi, Mirin đi. Thấy chị Mirin lúc nào cũng chậm hơn. Size lớn 15kg tới 37kg. Size cho bé 15kg tới 37kg kèm số con giùm em nha mấy chế ơi, 15 tới 37kg. Mã này là A68 nha mọi người, A68. Hả? Bé cao đúng không? Mặt 150 luôn hả? 150. Rồi. 23kg anh đào. Rồi, tiếp tục. 26kg kêu Thi Thái. Kêu Thi Thái nè. Rồi. 23kg nè. Còn cái 101 và 102 mặc được tới tầm khoảng 20-22kg. 23kg Ngọc Đoàn. Ngọc Đoàn 23kg rồi. Kèm chị Lê Nữ rồi. Chắc được á. Cái này size 101 nè, form quần nó cũng to. Rồi. Sao chấm ba lên nữ? Sao chấm ba lên nữ rồi. Tiếp tục lên giùm em mã này là A69 Nguyễn Huỳnh Như Ý. A69 giùm em nha mấy chế ơi. Địa chỉ Hậu Giang không còn. Em không bán cho Hậu Giang nữa chế ơi. Em không có bán ở Hậu Giang nữa nha chế. Em về em bán online rồi. Rồi lên giùm em mã này là A69 luôn cả nhà ơi. A69 119.000. A69 119.000 kèm số con giùm em. Mã này em có tới size cho bé 35-37kg nha mấy chế. 35-37kg A69 kèm số con giùm em luôn. A69, A67 3. Em hết hàng rồi. Ủa, A67 là mã gì ta? Không, hết rồi, hết rồi. A67 là cái kia, ừ. Rồi lên em mã này A69 đi, 119.000 A69 giùm em. 119.000 A69 nãy sồi, sồi tan bờ. Rồi A69 nè mấy chị. A69 váy hả? Em hình như hết váy rồi. Còn một hai cái lẻ thôi. Rồi A69 nè mọi người ơi. A69 size cho bé từ 18kg trở lên. 18kg tới 37kg nha mọi người. 18 tới 37kg giùm em nha mấy chế. 25kg Dương Ngọc. 25kg Dương Ngọc nè. Rồi. Rồi A69 119.000 giùm em mọi người ơi.
119.000 thôi. Đẹp lắm. Váy em lên bữa đầu live em lên nhiều váy lắm. Hôm nay không còn váy nữa. Váy em còn mấy cái lẻ lẻ. Váy em còn mấy cái lẻ lẻ size. Rồi còn 101, 104 và ở 102, 104 và 150. Mai chưa, em lai chưa nha mọi người. Mai lai chưa ok, ổn định hơn cái này. Chứ coi rồi đến phòng cái này bên thẳng rồi phòng. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A. Hả? A60. A70. Rồi A70 giùm em nha mấy chế. A70 này 119.000 A70. Ở đây nè. Váy em hot này của chị Na Ngôi, chỉ còn size lẻ thôi chị. Váy chờ em ngày mai em cởi ra cho chứ. Rồi lên giùm em mã này là A70 giùm em nha mọi người. A70 là size cho bé 80kg trở lên. Size cho bé 80kg tới size cho bé tầm khoảng 18-20kg nha mọi người ơi. 18-20kg 119.000 giùm em. 119.000 mã này A70. Dễ thương lắm, cái form này rất là hàng luôn mọi người. Nhìn cái form đơn giản mà rất là hàng luôn, dễ thương lắm. Rồi. Đúng rồi đó, chế đồ nội địa chung. Tại vì những hãng này là em toàn là chọn lọc không mà, nên là cái chất lượng đồ này kia nó cũng nói chung là ok lắm mọi người. Rồi, mã này A60 kèm số cân giùm em. A70. Ok chế, em dồn like chưa mai nha. Chưa mai. Mấy khu gì vậy mà. Xe trăm lên hậu nguyên. Nó sẽ đi trả, đi trả rồi. Xài xài. Anh cắm phía sau mình còn gì. Ô, đi trả trả lên chê chê. Anh cắm phía sau em hết nè rồi chị Linh Ngọc Ánh ơi. Em lên mấy cái lẻ lẻ cái này cho mọi người ha. 8kg Lê Nguyên Thanh. Lê Nguyễn Thanh Minh. Rồi 8kg chị Lê Nguyễn Thanh Minh. 14kg Thảo Nguyễn. 80kg không em còn. Ủa? Cái đó hả? Rồi lên tiếp giùm em mã này là A. A71 giùm em nha mọi người. Mấy cái này em có 1, 2 cái lẻ, 1, 2 cái, 1, 2 cái thôi. Rồi A71 kèm số con giùm em. A71 này em có size 120 nè. Còn một cái size 140, 120 và 140. Mã này 135.000 giùm em. A71. A71 135.000. A71 135.000 kèm số cân 18kg và cái size 140. A71. Ủa cái đó gì? Dạ để mua lấy 10kg. 10kg. Rồi 10kg. Rồi. Có 1 cái hả? Dạ. 2 cái hả? Khỏi rồi. Để ấy đi. Khỏi cho em mẫu nè. Size 120 và size 140. Rồi mã này. Mã này em có size 120 và size 140 nha mấy chế ơi. 135.000 hả? Không không được đâu, 18 đây. Ồ cũng chiên thử gì mà. Cái có 20 thôi. 22 kg nhỏ lắm. Nói chung là sơ mi mình mặc rộng rãi cho bé nó khỏi. Size 120 Nhi Nguyễn. Size 120 Nhi Nguyễn. 28 kg Trần Hiền. 28 kg Trần Hiền. Rồi lên em mã này là A72 luôn nha mấy chế ơi. A72 giùm em luôn, 119.000 A72, size cho bé 10-12kg. 119.000 A72 giùm em nha mọi người. 10-12kg nha cả nhà ơi. Chất rất là đẹp luôn. 10-12kg A72. 119.000 size 90. Rồi lên em mã này A73 luôn cả nhà ơi. A73 luôn nha mấy chế. 119.000 luôn size 120. A73 119.000 size 120 giùm em luôn nha mọi người ơi. A73 119.000 size 120. Form rất là đẹp luôn. Chất xịn sò luôn. Tại vì em cái này nó hơi nhăn là do em xếp vô nó hơi nhăn thôi. Rất là xinh luôn. Rồi mã này A73 nè. Size 120, 119.000. Rồi lên tiếp giùm em mã này A74 luôn nha cả nhà ơi. A74 size cho bé 80kg A74. A74 80kg 139.000 giùm em. 80kg 139.000. Chất rất là đẹp luôn mà firm nè trời. Cái này em có lẻ lẻ thôi, không có nhiều. A72 12kg lên ăn thương. A74 là size 80. Rồi A75. Cái này là mẫu á. Ôi ơi.
Trời ơi, cái quần này nó xinh má ơi luôn. 23cm vuông thân vỏ. Trời ơi, hơi bị xịn sò luôn rồi. Mã này là A70 A75 giùm em nha, mới chế 139.000. Size cho bé 8-11kg luôn. Mấy cái quần này dễ thương quá à. Mà không có size của con trai. Không có, con trai này dễ thương quá à. 139.000 giùm em. 139.000 mấy cái quần này nha mới chế. Rồi tiếp tục A74 size 10kg chị Giang Giang. Rồi tiếp tục mã này là A75, A76 nha mọi người. Em lên hàng lẻ cái, em lên nhanh nha mấy chế. Rồi mã này A76 giùm em, size cho bé 80kg luôn, 119.000 giùm em luôn nha cả nhà ơi. 119.000 size bé 80kg, cái áo này dễ thương quá à. Trời ơi, cái con mắt nó đưa cộng dây lên dễ thương quá mấy chế ơi. Rồi kèm số con giùm em A76. Trời ơi, còn màu này nữa mà không biết hàng đâu nè. Bữa đĩa cái này rồi nè, mà không thấy hàng. Rồi mã này A77 luôn, 139.000 luôn mấy chế ơi. 139.000 size 80 luôn. Size cho bé 8-11kg nha cả nhà. Chị nào mà hốt được size nào hốt nha mấy chế. Mấy cái này đẹp lắm mà không có hàng. Rồi kèm số cân giùm em. Mã này A76 10kg danh danh. Rồi mã này A78 luôn, 139.000 luôn mấy chế. A78 cao khoáng này 139.000 luôn nha cả nhà ơi. Chất rất là đẹp luôn. Cái này em không biết hàng để đâu rồi. Rồi size cho bé 15-17kg, size 101. Size 101 15-17kg giùm em, có khoáng này 139.000. Chốt rất là đẹp luôn. A70 A78 nè, A78. Rồi mã này A79 luôn, A79 giùm em nhé. A79 này 139.000 luôn. A79 size cho bé 8-11kg. A79 nè mấy chế. A79 chất form rất là đẹp luôn nè mấy chế. Nhìn ở phía trước nè và phía sau nó có bo nhẹ nè, cái mấy cái quần này lên form cực kỳ đẹp luôn. Rồi A79. Rồi mã này A80. Mấy chế kèm số con cho em lên dễ nha mọi người, tại vì cái này em lên hàng lẻ cái rồi đó, của bé nữa nên mấy chế kèm số con nha mấy chế. Kèm số con cho em dễ chốt hàng nha mọi người. Rồi lên em mã này là A80 luôn. A80 size cho bé 8-11kg luôn nha cả nhà. A80 8-11kg kèm số con giùm em luôn. 139.000 chốt rất là đẹp luôn. Chất đẹp lắm. Mấy chế kèm size nha mọi người. Không là em sẽ chốt cho sỉ hết luôn á. Tại vì khách sỉ nhanh. Và khách sỉ không cần phải có size. Rồi mọi người khách lẻ á, mọi người lên kèm size, kèm số cân giùm em. A79 chốt lên 10kg. Rồi mã này A81 luôn, 88.000. A81 size cho bé 80kg. A81 88.000 size cho bé 80kg nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn. A81 kèm số cân giùm em cho em dễ chốt hàng nha mấy chế. A80 10kg xí nguyện. Rồi mã này A82 luôn. A82 này mã này 90.000. Rồi cái này nó bị cái này về giặt chắc ga quá. 80.000 thôi. Cái này nó bị dơ về mấy chế, nó bị dơ về dơ về giặt ra. 80.000 cho mọi người ha. A82 80.000 size 140. Size cho bé từ 25-30kg nha mọi người. 80.000 size 140 về giặt giùm em nha mấy chế. Nó bị dính hơi dơ tí xíu thôi. Rồi mã này A83 luôn. A83 139.000. Cái này A83 chị nào chưa chốt được hồi nãy chốt lại giùm em nha mọi người. Còn cái rất là xinh luôn, cái kiểu này 139.000. Size 80 81kg. Rồi lên mấy mã này là A84 giùm em. Mã quần này 129.000. 129.000 size cho bé 16-18kg giùm em. 129.000. Form quần này đơn giản, form quần này mặc lên cực kỳ xinh luôn. Rồi 129.000 A84 129. Rồi. A84 129 size 101. Rồi mã này A85 luôn. A83 dân dân. A85 giùm em luôn nha cả nhà ơi. A85 này là 88.000 size 120 và size 150. Ký hồ là sỉ khăn đau là. Rồi mã này là A8 mấy? A85 giùm em nha mọi người, 88.000. Xinh lắm. Size 120 và size 140. 16 cái Nguyễn Huỳnh Duy. A85 88.000 và size 150 hả? Không, size 150. Size 150. Rồi lên em mã này là A80. A86 luôn con váy này nha cả nhà ơi. A86 váy này size cho bé từ 15kg tới size cho bé 17kg nha cả nhà. 15-17kg giùm em. 139. 139.000 giùm em. Chất rất là đẹp luôn, form cực kỳ xịn sò. Chị nào không chốt chưa chốt được chốt. Rồi mã này A87 Trang Hồ.
20kg. A87 giùm em luôn 135.000 size 130, nhưng mà form này cỡ 18-20kg thôi. 18-20kg chất rất là đẹp luôn nè mấy chế. Xuất sắc luôn. Chất hơi bị xịn luôn con áo này. Rồi 135.000. Anh Đào 135.000. Size cho bé 18-20kg. A86 17kg thông chân. A87 135 120. Không. Size 18-20kg rồi lên em mã này là A. A88 giùm em nha mọi người, 125.000 giùm em. 125.000 size 100, size cho bé 12-14kg size 100. Size 100 nha cả nhà ơi, size 100, 12-14kg size 100 giùm em 125. Chất rất là đẹp luôn, size bo nhẹ. Rồi lên A88, 125.000 size 100. Rồi mã này A89 luôn 140.000. A89 140.000 size 102, size cho bé 18-20kg. 18-20kg giùm em nha mấy chế, chất rất là đẹp luôn nè cả nhà ơi. 140.000 nha cả nhà. 140.000 kèm số phân giùm em. A87 18kg Linh Thị. A89. A89 size 102 140.000. Rồi mã này là A90 giùm em nha mọi người. A90 135.000. 135.000 A90. A90 này size 102 giùm em nha cả nhà. Size 120 A90 giùm em nha mấy chế. Chất rất là đẹp luôn form. Quần này cho bé gái nha mọi người ơi. Cho bé gái nha mấy chế. A88 chi rùa. Cho bé gái. A90 135.000 rồi mã này A91 luôn cả nhà ơi, 139. A91 con váy này hơi bị cưng luôn, size 102, size cho bé 18-20kg, 139.000 giùm em. Con váy này form rất là đẹp nha cả nhà ơi, size 102 kèm số cân giùm em. Rồi mã này là A91 nha cả nhà. Hàng này hàng nội địa của Trung rất là đẹp luôn. A91 139.000 size 102. Rồi A92 luôn, con váy này 139.000 luôn giùm em. Form rất là đẹp. Size 102 luôn cả nhà. Size 102 luôn nha mấy chớ ơi. Xinh lắm, cái đầm này rất là xinh luôn. Mã này là A92. A92 size 102 139, chất đuổi rất là đẹp. Size 102 là 18-20kg nha mấy chớ. 102, 103. Hai cái. A91 A92 139.000 A91 Quỳnh Mỹ. Rồi lên tiếp giùm em mã này là A93 luôn nha cả nhà, 88.000 A93. Hôm trước chị nào chưa chốt được A93 chốt giùm em A93 kèm số cân nha mấy chế. 88.000 giùm em. Form rất là đẹp luôn, 88.000 A93 kèm số cân nha cả nhà ơi. Có size 102 nè. Size 102, size 103. Rồi, em có size 102, size 103, 88.000, A90. A93. Form rất là đẹp luôn, chị nào mà hôm nay nhận được hàng rồi, nhận cái hàng, cái áo nó chị ân này của em, cái váy chị ân này của em chất như thế nào mọi người. Bé nào mà gầy gầy cao cao mặc rất là xinh luôn, hoặc tròn tròn mà cũng xinh nữa, kiểu này dễ mang lắm, tay lỡ lỡ. Rồi A93 giùm em. A93 88.000. A92 Thu Hằng. Rồi A94 luôn mấy chế ơi. Trời ơi, cái áo dễ thương quá à. A94 này size 101, size từ 15-17kg. A94 giùm em 119.000, dễ thương quá mấy chế ơi. Cái này dễ thương quá. Dễ thương quá. Rồi A93 25kg Thu Hằng. A94 size 101 15-17kg giùm em. 20kg Thông Trinh. Rồi mã này A95 luôn cả nhà ơi. A95 135.000 giùm em. Có áo sơ mi này chất rất là đẹp luôn cho bé trai ha. A95 175.000 giùm em. Ủa 135 18kg. Size 102 18-20kg nha em mấy chế. Size cho bé 18-20kg 4 tuổi giùm em. Chất rất là đẹp luôn, chất đuổi. 135.000 giùm em nha mấy chế. 135.000 A. A95 135 size 102. Rồi A96 luôn mấy chế ơi. A96 119.000 luôn. Mấy cái này chất nỉ nha cả nhà. Chất đẹp lắm, 119.000 cho mọi người ha. Rồi mã này là A97. A96. A96 nha mọi người. A96 là size 101. A96 size 101. Form rất là đẹp luôn nhìn nè, mấy cái này cho bé trai mặc là hết bài luôn, đẹp lắm. Cái này size lớn rồi. A96 119 size 101. Rồi A97 luôn 119.000 con áo len ri lê như thế này cho bé gái ha mấy chế. Rồi size 101 luôn, chi ân cho mọi người 119.000 bằng áo nhung hồng á. Nhung hồng á. Đẹp lắm, cái này size 101 nha cả nhà, cho em xin một vài lượt chia sẻ lại nha mấy chế. Em lên hàng lẻ cái nè mấy chế, cho em xin một vài lượt chia sẻ trên tác bài ha. Rồi A96 tay dầu. A95 tay dầu. Rồi mã này là A98 giùm em luôn nha cả nhà. A98 nha mấy chế. A98. Tưởng là cái quần kia. Rồi mã này A99 hả ta? A98.
A98 luôn, 99.250. Size cho bé từ 32 tới 30 kg tới 37 kg nha mấy chế. 30 tới 37 kg, 99.000. Cái màu này em có cái duy nhất. Con cái duy nhất. 298 99.000 sao 100. Ôi ôi, xinh chưa? Này A chồng A99 giùm em luôn. Này A99 size cho bé 8 tới 11 kg, 129.000. 129.000 giùm em nha mọi người. Cái dâu theo lên dễ thương lắm. Rồi, cái này A99 nè. A96 Khánh My Phan. A99. A99 129.000 size cho A 100 luôn giùm em nhá. Size 101, size cho bé từ 16 tới 18 kg. A 100 chất đuổi rất là xịn sò luôn. 139.000 giùm em. Mọi người nhìn kỹ cái chất này đi cả nhà ơi, ra ngoài mua cả triệu đúng không mọi người. Cái này mà mọi người vô những cái hãng lớn, ví dụ như là Zaga, H&M đồ này kia, hoặc là mấy cái hãng lớn mà chất như thế này mọi người mua được giá dưới 500.000 gì cũng chịu hết. Rất là đẹp luôn. Rồi mã này A 100 nè. A 100. A 100 A99 bảo làm gì A 97 rồi bỏ vô bọc sỉ cho chị luôn đi em. Mình cũng lấy ra sỉ à. Rồi lên em mã này. Trời ơi cưng quá. Cái này B1 nha cả nhà ơi. B1 giùm em nha mấy chế. B1 này size 101 luôn, 139.000 cho mấy chế luôn. 139.000 thôi, rất là cưng luôn. 139.000 kèm số cân giùm em nha cả nhà. Xinh lắm cái này, dễ thương quá. Mã này B1 nè, size 101 em. B1, 139.000 size 101. B2 luôn mấy chế ơi, 129.000 B2 luôn nha. Cái này là áo phông Babylon size cho bé 8-11 kg. Áo Babylon như cả nhà. B2 B2, B2, B2 là màu này. B2 kèm số con giùm em. B2 này chất đẹp lắm. B2 100, 129.000. B2 129.000 size 80. À, chân chị Nguyễn Quỳnh như đi. Cái quần này nó nét má ơi luôn. B3 giùm em nha mấy chế. B3 nha cả nhà ơi. B3 size 101 luôn, 139.000 giùm em luôn nha. Size 101, 139.000. Mấy cái quần này chất đẹp lắm. Mà form cực kỳ đẹp luôn. Chị nào mua về mê em liền luôn. Rồi 139.000 B3 139 size 101. B1 Quỳnh Ngọc. Rồi con quần ống suông như thế này ha cả nhà. Mã này là B4 giùm em nha cả nhà ơi. Cái đợt này là em bán tri ân, bán rất là rẻ cho mọi người luôn. B2 size 80 nàng luôn. Rồi em có size 101 và size 104, 145.000. Cái quần này chất đẹp lắm nha. Quần ống suông, quần ống rộng cho bé gái nè. Em cho mọi người xem kỹ cái chất quần. Cái chất đẹp kinh khủng luôn. Chất này nó đẹp lắm. Rồi 145.000 cái quần này. Đẹp. Quần ống ống rộng cho bé gái nè. Size 101. Size 101 nè. Của chế trẻ này size 101. Bên này B4 rồi. B4 145.000, hai cái 101, cái 104. Là có size 104 là size cho bé tầm khoảng 25 tới 32 kg thôi mà chế. Ôi ôi cái áo này nó ấm. Nó ấm má ơi luôn. B4 cái 104 chị Quỳnh Ngọc. Rồi mã này là B5 luôn nha mấy chế. B5. B5. B5 giùm em nha cả nhà. Chất rất là đẹp luôn B5 nè. B5 này bao nhiêu tiền ta? Đẹp quá, ở trong có lót luôn, 119.000 cho mấy chế luôn ha. Size 102. 119.000 B5 size 102 nha cả nhà ơi. 119.000 B5. Đẹp lắm. B4 size 101 chị Quỳnh Ngọc và chị Quỳnh Mỹ. Ok. B5 size 102, 18 tới 20 kg B5. B51 119.000 rẻ lắm á cái đó. Rồi B6 luôn mấy chế ơi. B6 giùm em luôn nha, 139.000. Cái đó, cái B5 đó là Sài Gòn may không được nha mọi người. Tại vì phía trong nó có lót nữa mấy chế. Rồi mã này B6 giùm em nha cả nhà. B6 này size 103, size cho bé từ 21 tới 26 kg. 21 tới 26 kg size 103 nha cả nhà. Chất rất là đẹp luôn. B6 giùm em size 103. Form rất là đẹp luôn nha, đơn giản mà đẹp lắm. Chất Sài Gòn mang được á. B5 vỏ vuông. Vỏ vuông size 102. Rồi mã này B7. B7 này 145.000 giùm em nha mấy chế. 145.000, tại hôm qua em mới vừa bán 145 qua em kia vậy. 145 giùm em. Chất đẹp vô cùng luôn. Cái quần này size 101. Cái quần này có size 101 nha mấy chế. Form rất là đẹp luôn. Size 101 size cho bé 16 kg đi, 16 tới 18 kg nữa. 16 tới 18 kg giùm em, chất đẹp lắm, nhẹ nhàng, chất đẹp vô cùng. Rồi kèm số con giùm em B7. B6 An Nhiên. B7 145 size 101. Rồi B8 luôn mấy chế ơi, B8 này 88.000 giùm em luôn nha. B8 88.000 size 101 luôn, size cho bé 15 tới 17 kg nha cả nhà. 88.000 B
B8 xe chăm mốt. B8 xe chăm mốt 88 ngàn 15 tới 17 kg giùm em. B7 Thảo Nguyễn. B8 88 ngàn. B8 88 ngàn xe 101. Rồi B9 luôn, B9 88 ngàn giùm em luôn nha. Mới chế xe chăm mốt luôn, xe cho bé 15 tới 17 kg luôn nha. Chất rất là đẹp luôn. B8 B9 nha cả nhà. B9 B9 xe chăm mốt nè. B9 xe chăm mốt. B10 88 ngàn luôn. B10 cũng xe chăm mốt luôn nha mấy chế. Mấy cái quần lấy jean này chất đẹp lắm, mà form cũng đẹp nữa. Rồi B10 xe chăm mốt nè. Mốt cho em ơi, B9 lên kẹp size xe chăm mốt nha mấy chế. Mấy cái đó là xe chăm mốt à. Kẹp size giùm em đi cho em chốt dễ. Ừ. 88 ngàn xe chăm mốt. Bên nào? Bên nào? Rồi lên em tiếp tục cái màu này. B10 Yến Phan Ngọc Hải. B11 luôn, 145 ngàn. Cái quần B11, quần ống rộng nè. Chất đẹp ha mọi người. Cái quần này chất y chang cái quần màu xanh hồi nãy. Rồi mã này B11 luôn, size 120 nè. Hai cái size 120 luôn. Size cho bé này, cho bé cỡ 18-22kg nha mấy chế. 18-22kg giùm em con quần ống rộng nè, phơm suông ha. Rồi mã này là B11. B11 giùm em nha cả nhà ơi. Chất đẹp vô cùng luôn, B11 màu rêu. B11 145 ngàn, size 120, 2 cái. Rồi lên giùm em con B12 này. B12 này 139. B11 size 120 bỏ phương. Rồi, B12 139 ngàn giùm em nha mấy chế. B12 139 ngàn, size 80, size cho bé 8-11kg. Size cho bé 8-11kg nha cả nhà. 139, chất rất là đẹp luôn, phơm nè. Cái áo này cho bé gái ha. B12 139 ngàn. B12 139 size 80. Rồi B13 luôn cái quần này. Em lai xong tộc nè, em móp mai chưa em mai lai lại. B11 20kg Châu Hy Vân. Cái này em cái này là cái set đó mới chế, nhưng mà em bị không biết cái chi ở đâu rồi, còn cái này không à. Rồi mã này là B10. B13 luôn, dễ thương quá à. Cái này cái rất top cho bé gái, hay em tặng 50.000 đi. 50.000 đi mọi người ha. Mã này là 50.000. B13 50.000, size cho bé 8 tới 11 không 10 tới 12 13 kg. 10 12 13 kg 50.000. Cái này để mặc rất top á, mặc chung với mấy cái quần mà lưng cao á cho bé. Áo loại quần 50.000 size 90. Bùi ông rồi, Bùi ông là ba rồi. Bùi ông là thay bản cho cơ chú một phút sơ bộ là Bùi ông đã tâm sự là. Rồi lên em mã này là B14 nha. B14 giùm em nha mọi người. B14 này 135, 135.000 B14. Size 101, 135.000 B14 size 101 nha mấy chế. Rất là đẹp luôn, form nè, cực kỳ xịn sò luôn. Trời ơi. Cái quần này nhẹ nhàng, dễ mặc lắm mấy chế. B13 Yến Phan Ngọc Hải. B14 135.000. B14 135 201. Rồi mã này là B15 luôn mấy chế ơi. B15 giùm em luôn nha cả nhà ơi. 139.000 đi, cái áo len này 139.000 giùm em đi mấy chế. Rồi em có hai cái size 150. Size này size cho bé từ 30 tới 35 kg. 30 tới 35 kg giùm em đi. 30 tới 37 kg nha cả nhà. Hai cái size 150 B15. B15 em có hai cái size 150 nha mọi người. 139.000. B14 Ngọc Mai. B15 139.000, hai cái 150. Rồi, mã này B16 nha cả nhà ơi. B16 giùm em 119.000 B16. B16 119.000. Hồi nãy em hình như có like. Còn mấy cái nữa. Còn một hai cái nữa mọi người. Rồi, 119.000 size 150, size 140 và size 101. Rồi mã này là B16 hả ta? B16 nhưng mới chế 119.000. Chơi 101, 150 và 140. Rồi lên tiếp giùm em con hoodie này là B17 luôn. B17 giùm em là con hoodie này nha mấy chế. B17 là hoodie này. B17 này 125.000 B17. B17 125.000 giùm em nha mọi người. Hoodie cho bé gái là B17. B17 125.000 size 101. B16 25 kiếm Phương Nhạn. Ủa size 120 chứ, cái này size 120. B17 size 120. Size cho bé 18 tới 20 kg nha mấy chế. Cái
Rồi mã này là bê nhiêu rồi ta? B18 giùm em. B18 này 125.000 luôn mấy cháu ơi. Cái áo này chất đẹp lắm nha. Chất đẹp vô cùng luôn á. Thiệt sự luôn, cái áo này chất cực kỳ đẹp luôn. 119.000 B18. B18 con hoodie này size 101, size cho bé 15-17kg size 101. 15-17kg size 101 nha mấy cháu. 15-17kg size 101 giùm em. B17 B18 119.000 size 101. Dễ thương. Trời ơi. B18 15kg cao Trần Dung. Rồi mã này B19 luôn 125.000 giùm em nha mấy chế. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Cái này mà có size nhỏ là chết với em. Đẹp quá. Cái áo này dễ thương quá. Kiểu lạ lắm mọi người. Rồi B19 size 101 thì á. Hình như coi cho mình chế size 101. 15-17kg. Rồi mã này B20 luôn 119.000 B20 size 102 nha cả nhà ơi. B20 119.000 size 102 form basic dễ mang ha cả nhà. Chất đẹp lắm, 119.000 giùm em luôn nha cả nhà. B20 119.000 B20. Rồi B21 luôn. Ôi ơi, cưng ghê. B21 119.000 luôn mấy chị ơi. B21 119.000 size 90, size cho bé 10-13kg. 10-12kg ha cả nhà. 10-12kg size 90 nè. B21 119.000 size 90. B19 chị ha. Chánh mi phan 119.000 hết mấy cái áo này. 119.000 nha cả nhà. Size 90. Rồi lên tiếp giùm em. 119.000 size 90. Mã này B22. B22 giùm em nha mấy chế, size 102 nè. B22 size 102. Size 102 và size 104. Mã này 135.000. 135.000 giùm em. Ở trên là áo chất đuổi nha mấy chế. Ở trên là chất đuổi, phía dưới phổ ren. Rồi em có size 102 và size 104, 18-20kg một cái. Và size cho bé tầm khoảng size 104 hả? 25-30kg. B22 hả em? Dạ B22. B22 120. B20 Vương Thanh Võ. B21 chị 135. Yến Phương Phạm. Còn mã này B20 B23 giùm em nha mấy cháu ơi. B23 139. B23 139 size 101. B23 139 size 101 size cho bé từ khoảng 16-18kg nha mọi người. 16-18kg giùm em. Chất rất là đẹp luôn nè mọi người. Form là xịn sò ha. Chất đẹp lắm. Tai bồng bồng nè. 139.000 139.000 giùm em size 101. Rồi B23 trang màu. Rồi lên B24 luôn mấy chế ơi. B24 này là con váy ha, size cho bé 8-11kg. 8-11kg 139.000 luôn. Con váy này 139.000. Chất rất là đẹp luôn, chất đuổi nha mọi người. 139.000 B34 giùm em. B24 chứ nhầm, B24 đẹp lắm. Size 80. B23 size 1 bỏ phương. B24 size 80 rồi. Lên giùm em tiếp tục mã này là B25 luôn. B25 này size 102, size cho bé từ khoảng 18-19kg trở lên tới size cho bé tầm khoảng 20-21kg nha mấy chế. 139.000. 139.000 B25. B25 139.000 size 102. B25 139.000 size 102 nha mọi người. 139.000 chất đẹp lắm nè mọi người ơi. Ở phía trước là giày, còn phía sau là bo nhẹ. Cái này vô trong hãng máy mua rất là mắc luôn á. Đẹp lắm. B24 kem kem. B25 139. B25 139.000 size 102. Rồi B26 luôn mọi người ơi. B26 một con váy chất nhung nha cả nhà ơi. Rồi 139.000 giùm em luôn. 139.000 size 102 luôn, size cho bé từ 18-20kg. 18-20kg giùm em nha mọi người. Chất nhung nè, tai nè, tai bồng ha. Rồi mã này là B26. B26 giùm em nha cả nhà. B26 size 102 139.000. B26 139.000 size 102. Rồi lên giùm em mã này là B27 luôn cả nhà ơi. B27 giùm em ha. Rồi cái quần này 99.000. Ở đây nó bị dính vô nhẹ và giặt ra giùm em nha cả nhà. 99.000 size 130. 99.000 con quần jean này size 130 nha mấy chế. 99.000 con quần jean này size 130. Tại vì nó có dơ nhẹ, nó xe nhẹ ngay cái chỗ lưng này. Rồi 99.000 size 130. B26 chị Võ Vũ Thanh Huyền. B27 size 130 nè. 99.000 chị nào ok hãy comment B27 nha mấy chế. Ở lưng này nó có dơ nhẹ. Ở đây nè, về mấy chế giặt ra giùm em ha. Rồi B27 size 130. B27 99.000 size 130. Rồi. Rồi lên giùm em mã này là B28 luôn cả nhà ơi. B28 giùm em nhá. B28 139.000. Em có size 80 và size 100 size 101. Size 101.
Size 80 và size 101 nha cả nhà. Size 80 và size 101 139.000 giùm em, con đầm chất đuổi ha. Chất đuổi 139.000. Size 80 và size 101, size cho bé 8 tới 11 kg và size cho bé 15 tới 17 kg. B27 Ngọc Đoàn. B28 139.000 có size 80 và size 101. Rồi mã này là B29. B29 giùm em nha cả nhà ơi. B29 là size 101 nè. 130.000. 130.000 con áo hoodie này rất là xinh luôn. Rồi 130.000 mã này là B29. B29 125 đi em. 125 B29 size 101 15 tới 17 kg B29. B29 125. B28 Na Ngô Văn Huỳnh. Rồi Na Ngô và chị Văn Huỳnh B29 125.000 size 101. Rồi mã này là B30 giùm em nha mấy chế. B30 119.000, B30 119.000 size 106. Size này size cho bé từ 35 tới 40 kg nha mấy chế. 35 tới 40 kg giùm em mã này là B30 119.000 con áo. Chất đẹp lắm, chất mịn lắm mấy chế. Rồi mã này 119.000 B30. B30 119.000 size 106. B29 Khánh My Phan. Rồi mã này là B31 luôn. Mã này 129.000 giùm em. Nãy em có bán màu trắng rồi, giờ còn cái màu hồng. 119.000 size cho bé 8 tới 11 kg nha mấy chế. B31 giùm em nha cả nhà ơi, B31. B31 dễ thương lắm. B31 theo hai cái trái dâu đây nè, 119.000. B30 là size 106, không size cho bé 35 tới 40 kg. Ừ, 35 40 kg nha mấy chế. B31 119.000 size 80. Kèm số cân hoặc là kèm size giùm em nha mấy chế ơi. B30 Võ Thị Diễm My. Rồi mã này B32 luôn. B32 139.000 con áo. Con đầm này chất đẹp lắm. Cái chất nó lạ, cực kỳ lạ luôn. Chất quá đẹp luôn trời. Trời ơi. Rồi, mã này là 139.000 giùm em, size cho bé 8 tới 11 kg. Mã này B32. B32 81 kg. B31 Xí Nguyễn. B32 139.000 size 80. Rồi mã này là B33 giùm em. B33 con áo này 99.000 size cho bé, size 90, size cho bé 10 12 kg. 99.000 nha mấy chế. Áo này 99.000 B33. B33 size 90 ha. Cái màu này chất này để làm áo lót hoặc là mấy chế mặc phối chung với lại những cái quần ống rộng giùm em, trời xe lạnh mặc cũng được nữa. Đẹp lắm. Mã này B32 size 90 nè. B33 size 90 99.000. C33. B33 chứ nhầm. B33 99.000 size 90 nha mấy chế. Rồi lên em mã này B34 luôn, 119.000 size 104. Size cho bé từ 25 tới 30 kg. 25 tới 30 kg giùm em, 119.000. Chất rất là đẹp luôn mà cái màu cũng đẹp nữa nha mọi người. Rồi 119.000 25 tới 30 kg. B32 Thảo Nguyễn. B34. B33 Thảo Nguyễn. B34 119.000 size 104. Rồi, mã này B35 luôn mấy chế ơi, 135.000 giùm em nha mấy chế. B35 135.000 kèm số cân giùm em. Em còn một cái size 104. Em còn cái size 104 nha cả nhà ơi. 135.000 size 104 là size cho bé từ 25 tới 30 kg. Chất rất là đẹp luôn. Quần jean này chất co giãn ha. Mà bo chân nữa. Cái quần này chất đẹp lắm. Gò vô và thích liền luôn. Chất mịn lắm mọi người. Mã này là B35. B35 135.000 size 104. Rồi, con quần này B36 luôn cả nhà ơi. Quần này B36 luôn, 135.000 luôn giùm em. B36 135.000 size 104 luôn. Size cho bé từ 25 tới 30 kg luôn. B30. B36 25 tới 30 kg luôn nha cả nhà. Quần này cho bé gái, quần kia cho bé trai. Size 104 giùm em. B36 135.000 size 104. Rồi B37 luôn nha cả nhà. B37 luôn, size 103 giùm em. C37 size 103 nha mọi người ơi. B37 size 103 139.000, size cho bé từ 20 tới 25 kg. 21 tới 25 kg giùm em nha mọi người. Mã này là B37 giùm em. B37 139.000, 139.000 con này. Chất đẹp lắm, 139.000 giùm em nha mọi người. B37 một trong có lót nữa, chất dày dặn luôn. B37 139.000 size 103. Rồi mã này B38 luôn nha cả nhà ơi. B38 giùm em luôn, 129.000 size 101. Ủa 139 đi, 135 đi em. 135 B39. B39 135.000 size 101. Size 101 size cho bé từ khoảng 16 tới 18 kg nha mấy chế. Form này 16 tới 18 kg giùm em. Mã này là B30. 38 nha mấy chế. B38 giùm em nha mọi người. Form đẹp lắm. B38 135.000 size 101. Rồi B39 luôn. B39 này 135.000 luôn. B39 này 135.000 size cho bé 18 tới 20 kg. B39
339 này đẹp lắm. Size cho bé 18-20kg, nút cũng đẹp nữa, chất đuổi nha mọi người. B35 em chốt chị Quỳnh Ngọc. B36 em chốt chị Hoàng Trinh. B37 em chốt chị Tiên Nguyễn. B38 Tiên Nguyễn. Rồi 139 135 ngàn. Mã này B40 giùm em nha mấy chế. 139 ngàn cái áo khoác cho bé gái nè mọi người. Áo khoác này cho bé gái ha mấy bà ơi. Rồi áo khoác này size 101, size cho bé 15-17kg giùm em. 139 ngàn B40. 139 ngàn B40 giùm em nha mọi người. B40 B39 18kg Hương Nguyễn. 15-17kg 139 ngàn. Bên em không có gặp đơn chung với chị Loan Lâm được nha. Chị Hải Tinh thôi. Tại vì hai bên làm việc khác phải thấu quá chị. Rồi, cái này ở phía trong có lót nha mọi người. 139 ngàn B40 size 101. Đẹp lắm cao khoái này. B40. Rồi. B40 139 ngàn size 101. Chưa mai em like tiếp nha mọi người ơi. Hôm nay em móp sớm nha mấy chế. Chưa mai em like tiếp nha. B40 là cái áo khoác 139 ngàn. Em chị nào thích mã B40 thì comment B40 nha mấy chế. Bye bye mọi người nha. Khách mới nhớ nhắn cho em xin thông tin, địa chỉ và số điện thoại ở phần inbox nha mọi người. Like ngày hôm nay em sẽ lờ gợp với like ngày mai nha. Bye bye mấy chế.